phải đi biết là đi này chúng ta học làm gì đây, thì là không những là nói về bốn uy nghi mà tất cả các tiểu uy nghi, mỗi cử mỗi động đều ghi nhận, từ ăn cho đến lúc đi lúc ngồi, mỗi mỗi các tiểu uy nghi đều có ghi nhận. Đây nói tỳ ni nhật dục có những bài kệ ta có thể phối hợp với hơi thở trong các động tác để giữ chánh niệm. Con hiểu câu này là cái gì đấy? Nói cái chuyện tỳ ni nhật dục. Tỳ ni là gì? Nhật dục là gì? Ở dưới luật, nhật dục là dùng hàng ngày. Cái bài này gọi là giới luật dùng hàng ngày. Là các tổ đặt ra một bài kệ, ta nhiều bài kệ. Y theo các kinh, các tổ lấy ra nhiều bài kệ cho những ở các chùa và những các vị mới đến chùa phải học. Ai mới tới phải học thuộc lòng những các cái bài kệ đó, để khi mặc áo thì lại đọc một bài kệ, khi bước chân phải đọc một bài kệ. Như con vừa nói, ngủ vừa mở mắt cũng phải đọc bài kệ, bước chân xuống đơn phải đọc bài kệ. Nghĩa là trong hàng ngày, suốt cả ngày. Cho nên gọi là nhật dụng, nghĩa là dùng hàng ngày. Thì cứ mỗi cử động, mỗi việc làm đều phải nhớ. Nhớ cái việc mình làm đang hiện tại, để cái tâm nó bớt vọng tưởng, bớt buông lung. Thì như thế cũng là một cái phương pháp tu để đem tâm trở lại với mình. Nhưng mà bởi vì các vị mới vào chùa chưa có tập cái pháp môn này, cho nên các tổ cho học như thế. Mà hiện nay bây giờ các chùa nào cũng vậy. Thì đấy là một cái phương pháp rất hay. Mà chùa ta thì thầy cứ vội vàng cho các con học luật, cho nên vào thì bắt thọ bắt con trai bắt học ngay 24 uy nghi. Chứ còn ở các nơi ấy, thì khi nào thọ với sơ di mới cho học 24 uy nghi. Còn trong cái lúc mà đang làm hành động ấy, thì phải học những cái bài kệ đó. Thì các con nếu có thời giờ mà học thêm được thì càng tốt. Theo như ở đây thì ngài nói, bây giờ mình quán các uy nghi như thế, thì nếu thuộc những cái bài kệ đó thì đem những cái bài kệ phối vào hơi thở. Vừa thở ra, vừa thở vào, theo nhịp những các cái bài kệ đó, thì nó thêm nhớ, nó thêm nhớ mà thêm lợi. Thôi bây giờ Phật chính là thầy, như là mình chẳng hạn như đọc cái bài bước xuống đơn, như bài thầy vừa đọc kệ vừa theo dõi hơi thở. Thì tăng, nếu có thể được thì làm. Nhưng mà cẩn thận, nhiều khi những bài kệ nó thật dài quá, nó ngắn quá hơn hơi thở. Thì mình tìm cách mình bỏ bớt một chữ hai chữ đi để cho nó hợp được thì thôi. Nếu làm được thì càng hay. Và thầy dạy kệ này cũng thuộc về giới luật chứ không phải là kinh. Ngài gọi là giới luật là bởi vì một khi mà đem tâm trở về thì cái tâm ấy nó chỉ có theo về cái đường coi như là nhiếp tâm. Thế như thế thì ngài gọi là giới luật, bởi vì là cho học đầu tiên, chúng mới đến chùa thì cho học. Nhưng mà thật ra thì những bài kể là rút là kinh Hoa Nghiêm vậy. Kinh Hoa Nghiêm thì thầy cũng có viết cái bộ Tỳ Ni Hương, bản Tỳ Ni Hương Nhũ. Những bài kể thì không khó, nhưng mà cái ý nghĩa thì hơi sâu. Về cái pháp môn tu đó thì hơi sâu. Nhưng mà đây, nếu chị em mà trong chúng có ai thuộc những bài kệ ấy, thì đây theo như là bài ở đây thì khuyên chúng ta nên phối hợp. Bởi vì cái mục đích những cái bài kệ ấy nó giống như là tu cái pháp môn này, tu cái tứ niệm xứ này. Cái mục đích là để cho chúng ta mỗi hành vi, mỗi cử chỉ đều quay về cái hiện tại, nhớ cái việc mình đang làm. Nó giống như là tu cái tứ niệm xứ. Nhưng mà thật ra thì tu cái tứ niệm xứ này giản dị hơn và rõ ràng hơn. Nhiều khi đọc các bài kệ đó thì rất là quan trọng, nhưng mà nhiều khi các em nó đọc quen quá bây giờ nó cũng lướt đi, nó không để ý.
Ở đây thầy khuyên là đem những bài kệ ấy, bởi vì cái bài kệ ấy nó cùng một mục đích như là bài tu ở đây. Cho nên nếu ai có những cái bài kệ đó thì đem phối hợp ở hơi thở để mà cùng tu vào cái này, coi như trợ duyên thế. Số đông thì thầy thấy rằng cái nhận định nhân tiện thầy cũng nói rộng, chị em cũng chịu khó nghe một vài phút để phân tách hai cái pháp môn, cái pháp môn của tỉnh đi hương dũng và cái pháp môn chúng ta đang học đây gọi là tứ niệm xứ. Cái từ tỉnh đi hương nhũ mà bây giờ các chùa các tổ cho học những người mới vào, đó là theo cái giản dị các ngài muốn cho con cháu được đợi tí nào quý tí nấy cho khỏi mất thì giờ, mà cũng làm cái điểm rất hay. Nhưng mà thực ra cái tứ niệm xứ này với cái pháp môn, với cái tỉnh đi hương nhũ ấy, thì theo như ý Phật thì nó lại là thành ấy. Cũng là thiền định, nhưng mà một đằng là thiền định của đại thừa, một đằng thiền định của tiểu thừa. Thì ni hương nhũ là gồm những bài kệ chị em cũng đã biết, gồm những bài kệ rút ở kinh nào nhỉ? Rút ở kinh Hoa Nghiêm. Thế cho nên đã là rút ở kinh Hoa Nghiêm thì thuộc về cái pháp môn tu của kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm là kinh đại thừa, còn đây của mình là tiểu thừa. Pháp môn tứ niệm xứ mà niệm các oai nghi đây chính là cái thềm thang để sau này tiến lên mới tu được cái pháp môn kia. Và vì sao? Bởi vì pháp môn về tỳ ni hương nhũ đã rút ở kinh Hoa Nghiêm, mà mỗi một bài kệ quan trọng ở cái chỗ nguyện cho tất cả các chúng sanh, bởi vì thuộc về đại thừa, không giống như tứ niệm xứ của chúng mình là lo tu cái thân tâm của mình thôi. Còn ở đằng kia những bài kệ ở kinh Hoa Nghiêm là mỗi một bài kệ cái ý của Đức Văn Thù. Bài kệ đó là do Đức Văn Thù nói, thì cứ mỗi một cái ý của Đức Văn Thù là bổn phận của Bồ Tát. Mỗi một bước chân, mỗi một tấm cái nhìn, mỗi một cái giơ tay cất bước, mỗi mỗi đều phải nhớ đến chúng sanh và nguyện cho chúng sanh nó được những giải thoát. Tùy mình muốn nguyện cho họ cái gì, miễn là có cái ý hướng họ về đường giải thoát thì thôi. Nhưng cho nên mỗi một cử chỉ, mỗi một việc làm đều phải nguyện cho chúng sanh. Như bây giờ vừa mới sáng ngày ra mở mắt thì phải nguyện cho chúng sanh có trí tuệ chiếu khắp mười phương, cất chân ở trên đơn bước xuống, cất chân lên thì nguyện cho tất cả chúng sanh tự hồi hộ, tự giữ gìn mà vãng sanh thẳng về cực lạc. Thế thì cứ mỗi một cử chỉ của mình, như trông thấy cái ao, cũng nguyện cho chúng sanh có cái trí tuệ thâm sâu như biển cả. Hay là trông thấy cái hoa nở, nguyện cho chúng sanh có biển tài tế độ khắp mười phương, ví dụ như thế. Cho nên có tất cả là gần 200 bài kệ, thì toàn là cái mục đích là đổ cho tất cả chúng sanh. Cái này thuộc về hậu đắc trí, đề hạnh của Đức Phổ Hiền. Mà lại từ Đức Văn Thù là bởi vì các vị mà cầu cái hậu đắc trí thì phải có cái căn bản trí trước. Căn bản trí tức là cái trí nhận được cái tánh của mình ở khắp mười phương, như các vị học Lăng Nghiêm để tu vào cái tánh nghe. Đó là các vị tu vào cái căn bản trí. Thế rồi từ cái căn bản trí là thấy tất cả bạn, thấy cái tánh của mình ở mười phương,
cho nên mới xứng tánh. Cứ mỗi việc làm, mỗi cử chỉ là cầu lợi ích cho tất cả mười phương chúng sanh. Cho nên nó là một cái pháp môn đại thừa, gọi là viên pháp. Viên tức là viên dung khắp pháp giới. Cho nên mỗi một cái bài kệ là cái người tụng đó là nhận thấy cái tánh mình ở khắp mười phương, xứng tánh mà khởi lên những bài đọc, mượn những các bài kệ đó để mà coi như diễn cái ước nguyện của mình và mong cho chúng sanh ở khắp mười phương. Thầy nhắc lại cái pháp môn về tỷ ni niệm dụng là rút ở trong kinh Hoa Nghiêm, mà ở cái phẩm đó Đức Văn Thù ngài nói mấy trăm bài kệ để cho các vị Bồ Tát tập học. Nhưng mà tập học từ phải có căn bản trí, là có cái trí biết, như là chúng ta học Văn Nghiêm, biết cái chân tâm bản tánh của chúng ta, của Phật và của tất cả chúng sanh đồng một thể, ở khắp thường trụ, ở khắp mười phương. Cho nên mỗi một niệm khởi lên đây là cả mười phương đều rung động. Đó là các vị có được cái căn bản trí. Khi có cái trí biết ở cái chỗ đó rồi thì động chân đó. Cho nên trong kinh có nói là mỗi cái thấy cái nghe đều là hạnh văn thủ, mỗi động chân cất bước là hạnh của hiền. Thì cái pháp tu ấy tức là mỗi thấy mỗi nghe là hạnh văn thủ, nghĩa là nhận được cái trí viên viễn ở khắp mười phương, tin chắc như vậy rồi. Cho nên bây giờ mỗi công hạnh của mình, mỗi một niệm đều tin chắc có ảnh hưởng đến tất cả mười phương chúng sanh, thì như thế gọi là hạnh phổ hiền. Còn biết được tâm của mình thường trụ ở khắp mười phương, viên dung thông cảm với khắp pháp giới hữu tình, thì đó là có cái căn bản trí. Thế thì dùng cái căn bản trí để tu cái hạnh phổ hiền. Hạnh phổ hiền, thế cho nên động chân cất bước đều nguyện cho mười phương chúng sanh được, hoặc là như là nguyện cho họ được khai mở tri giác, hay là biện tài vô ngại, hay là xa lìa các pháp thế gian, tiến vào Phật trí. Thế thì cứ mỗi nguyện như thế, thì các vị tu học Bồ Tát hạnh là phải tập từng niệm bi và trí song tu. Mỗi một niệm là cả bi lẫn trí đều được vậy. Trí là bởi vì nhớ rằng niệm của mình đây là ở khắp mười phương, đang lợi ích cho cả pháp giới hữu tình, thì đó là bi. Cho nên đó là cái hạnh rất lớn, và cũng là của những các vị đại sĩ, các Bồ Tát. Thì tu cái phẩm mấy gọi tên là phẩm gì thì quên mất tên rồi. Trong chúng có nhớ không nhỉ? Cái phẩm ở trong kinh Hoa Nghiêm nói về các bài kệ này này. Thì quên mất tên cái phẩm. Đó. Thế thì đó là cái pháp môn tu của kinh Hoa Nghiêm. Thì dĩ nhiên bây giờ chúng ta mới học. Chúng ta học cái tứ niệm xứ này. Đó. Để mỗi niệm chúng ta giác tỉnh, trở về xóa được những cái vọng tưởng, trở về cái trí chúng ta, trở về hiện tại, xóa được những cái chấp ngã chấp pháp, xóa được các thứ tham sân si, xóa được các thứ vọng tưởng đi, thì cái tâm tinh sáng ấy đến về sau này mà chúng ta tiến lên đại thừa, chúng ta học các pháp môn thì thấy chắc chắn là coi như người có căn bản. Có mình có tu cái tứ niệm xứ trước, coi như là có cái thềm thang để tiến lên. Vì vậy cho nên
mà cũng là bởi vì thầy muốn cho chúng vào Phật phải học luật sớm, cho nên thầy cho học thẳng 24 oai nghi một bọn bác con trai để sửa soạn làm sa di, cho nên đi thẳng học luật. Còn các đường chùa thì các theo cái gót từ thời xưa thì cứ cho học các bài kệ đó, nếu mà học sớm càng tốt, thầy thấy không có hại gì cả, mà cuộc trái lại rất là quý. Nếu học được những các bài kệ đó thì thôi, mình chưa học được cái phần sâu, mình chưa áp dụng được thật đúng cái phương pháp theo đúng ý của Phật, nhưng mà nó cũng có cái lợi ích là mỗi khi cài cái quý áo, mình lại nhớ tới mình đọc bài kệ. Mỗi khi mình bước chân mình có đọc bài kệ thì trong đó nó cũng có cái chỗ hay, là khiến cho mình trở về được cái hiện tại, và cũng khiến cho mình có cái tâm nguyện cho các chúng sanh ở mười phương. Như vậy, dù chưa vào sâu, chưa thật là cái pháp môn của ý theo ý của Phật, chớ mà cũng công đức rất lớn. Nếu mà vị nào có đủ duyên mà học được, mà theo được thì càng có phước. Rồi đến khi ngày mai mình học thêm vào sâu kinh điển thì mình lại càng hiểu được, do cái chỗ đã thực hành thì sau này mình vào nó tốt đẹp. Nhưng mà không biết thầy nói đoạn bõm chị em có hiểu rõ không? Có thấy cái phân biệt hai cái pháp môn không? Một cái pháp môn của mình đang học đây ấy là pháp môn của tiểu thừa, để mà thanh lọc cái tâm và bỏ hết vọng tưởng để đem cái tâm về hiện tại, nó có cái mục đích khác. Còn cái pháp môn mà những bài kệ ở trong của Đức Văn Thù ở trong Kinh Hoa Nghiêm đó, thì cái pháp môn ấy lại là pháp môn của các vị Bồ Tát, thì nó lại có cái mục đích khác. Nhưng mà dĩ nhiên là pháp môn của chúng ta tới niệm xứ chúng mình đang học đây này thì sẽ làm thềm thang để tiến lên cái pháp môn cao hơn, thì nó dễ mà có nhẽ mình hiểu cái ý nghĩa rõ ràng hơn. Nhưng mà thầy nói lõm bõm như vậy chị em có hiểu được không? Qua qua hiểu không? Sao con thấy như ở cuốn tay về nơi hương nhũ á, những cái bài kệ nó không có chú cái quyển mà luật thọ, luật căn bản của người xuất gia đó thầy, thì nó có chú. Cái chuyện chú ấy là thần chú là các tổ về sau, các tổ trước hết thì là tổ chỉ có rút được trong chính Kinh Hoa Nghiêm những cái bài kệ. Thế rồi về sau lại một vị tổ khác học về mật tâm thì đem những bài thần chú gán vào. Thế cho nên mình học thì nghĩa là mỗi một vị tổ trước ấy thì chỉ nghĩ đến bài kệ có ích cho con cháu thì cho con cháu học. Rồi một tổ về sau này các ngài học về mật tâm, các ngài mới biết những thần chú các ngài gán vào đấy, thì cũng là chỉ mong cho con cháu. Điểm thứ nhất là khi trì chú thì được an định tinh thần và được công đức thêm lên. Thế cho nên mình vâng lời các ngài mình chỉ thêm phước thôi chứ không có hại gì cả, mà càng tốt. Các chủ cụ, các tổ cũng phải là nghiên cứu nhiều, học rộng mới biết được những các thứ đó để mà trao lại cho chúng ta. Thì đặt tên là Tỳ Ni là bởi vì là ngài có cái ý, bởi vì khi mà ngài trong cái quyền Tỳ Ni Hương Nhũ của thầy, thầy có ghi rõ là các thứ đó. Ơ mà còn nhớ không? Thầy thì ở trong đó thầy có ghi rõ tổ nào đã thầy cũng cứ chép nguyên văn ở trong lời của các cụ để lại, vị tổ nào đã lấy ở Kinh Hoa Nghiêm ra, rồi vị tổ nào thêm những cái thần chú vào, rồi vị tổ nào đặt tên là Tỳ Ni, rồi thêm một ngày nữa, một vị cuối cùng nữa thì đặt thêm cái chữ Hương Nhũ, mỗi vị đặt một tên vào. Thì trong cái quyển Tỳ Ni Hương Nhũ của thầy biên rõ là thầy con cứ xem ở đây thì biết. Chỉ mà các ngài đặt tên là Tỳ Ni là bởi vì vị mà làm ra cái bài Mông Sơn thì thật của mình là ngài Kiến Nguyệt và đó, ngài Kiến Nguyệt là ngài chính, ngài là ngài Hoàng Dương rồi.
Thế mà chính Ngài, Ngài đã rút cái những cái bài kệ ở Kinh Hoa Nghiêm ấy ra cho mọi người học. Thế cho nên Ngài đặt tên là Tỳ Ni, bởi vì Ngài là Ngài Hoằng Dương Tự Quật. Mà Ngài cho rằng cái bài kệ ấy để cho con người ta nhiếp tâm, để khiến cho những người tu hành nhiếp được cái tâm, thì trừ được ba cái độc, cho nên là Ngài coi như là giới luật, cho nên Ngài đặt tên là Tỳ Ni. Hàng ngày bình tĩnh trở lại, đỡ rất nhiều những thói vội vàng buộc chặt. Thì cái câu này nghĩa là thế nào nhỉ Liên Tài? À, nếu mà đem cái Tỳ Ni nhật dụng phối hợp và hơi thở trong các động tác để giữ chánh niệm, hàng ngày bình tĩnh trở lại, đỡ rất nhiều những thói vội vàng vụt chặt, cô Santini trở nên khoan thai đĩnh đạt. Cái câu này có nhiều thế nào? Là người đã tu tứ niệm xứ, đã tu vào cái bài thứ năm này, thì con nghĩ người ta có vụt chặt nữa không? Thực hiện cái bài thứ năm của tứ niệm xứ đây, mà quán từng oai nghi, từng bước đi, từng hơi thở, thì cái người này có thể loạn động được không? Thế cho nên cái sự mà không loạn động, không vụt chạc, chính là nhờ cái pháp hơi thở, của cái pháp trụ với hơi thở và niệm oai nghi của tứ niệm xứ. Còn đây là chỉ có là phối hợp thêm vào cho nó vui thôi. Chị em thấy có phải không? Viết bài số 6 thì cái pháp môn và cái bài số 6 này dạy chúng ta tu thế nào? Con nói tầng pháp thì phân tách thân mình nó ra là nó có bao nhiêu bộ phận cả thầy, thì chúng ta thấy chia ra nó có 32 thứ, thì phân tách minh bạch ra. Mà phân tách như thế để làm gì nhỉ? Chúng ta thấy là thân chúng ta có 32 thứ, vậy thật thứ nào là thân mình? Thế cho nên mình biết rằng đây nó có cả thầy 32 thứ, vậy thì mà mình thì phải có một thôi, mà bây giờ lại có 32, cho nên chả nhẽ lại có 32 cái ta. Thế cho nên biết rằng cái ta là cái hư vọng, không có gì là thật. Mà khi mà tu cái pháp môn này thì phải làm gì? Làm gì nhỉ? Thuộc lòng, đọc thuộc lòng để làm gì? Tăng chính là thầy cũng là học thuộc để cho nhập định. Để cho nhập định, mà nếu không nhập định thì ta phải quan sát từng bộ phận một. Đúng rồi, phải quan sát như thế nào? Tăng chính là thầy cũng là phải quan sát từng khía cạnh của hình tướng, trước mắt là thấy hình tướng và màu sắc, rồi đến vị trí và động loạn như bản của các vi tư thể con vật. Và mục đích tìm từng khía cạnh ra như thế, thấy được cái vị trí, ví dụ như quan cái dạ dày, thì thấy cái vị dạ dày hình tướng nó thế nào, nó ở chỗ nào, ở trong thân mình nó đến chỗ nào, nó màu sắc gì, nó nhơ bẩn như làm sao, nó có thể có những bệnh hoạn gì, và nó thường làm những việc gì ở trong cơ thể, để mình nhận định với cái mục đích là thấy rõ những các cái khổ của cái dạ dày, như các thứ bệnh hoạn, những các thứ như bệnh, để cho thấy chán. Thế nhưng mà những các vị người ta quan sát như thế, theo như cái pháp môn này tu là cốt để nhập định, cho nên quán các cái bộ phận biết được rồi người ta nhập định, hoặc là vào một cái màu, hoặc là vào một cái bộ phận nào ta nhập định. Thì đây là cái pháp môn, một pháp môn thiền định của chữ thừa, mà chúng mình thì ít khi dùng đấy. Kính mà thầy, cái lá lách nó nằm ở đâu? Cái lá lách đó, nó nằm ở đằng sau cái tim, sau cái dạ dày, sau cả cái gan. Nó ở về giữa cái chỗ này nên nó ở phía trong. Cái gì cả? Cái thận hay cái gì? Chắc là một. Mỗi người có hai vật thận. Mà thầy còn cái mật đó là cái, nó làm cái gì ở trong cơ thể? Mật thì nó là một cái túi ở bên cạnh cái gan, cái túi nhỏ, nó cũng tiết ra một cái chất, một cái
nó tiết ra một cái chúng ta gọi là cái gì, cái chất gì để nó tiêu hóa, để nó tiêu hóa cái chất mỡ, nó giúp cho cái gan nó tiêu hóa những chất mỡ. Thì có cái lá lách là một, cái mật là hai, đều là những bộ phận phụ giúp cho cái gan. Cái nước miếng mà ai ra nhiều có phải bị bệnh gì không? Cái nước miếng mà nó ra nhiều có phải bị bệnh không? Người nào mà khô cái miệng là đau gan. Cái người nào mà có nước miếng nhiều là cái gan tốt. Chứ không phải là đau bao tử, nước miếng nhiều. Không phải đau bao tử thì có chuyện gan. Cái nước miếng là về gan. Nó ảnh hưởng ở gan. Hiện thầy đang phải uống thuốc, ông bác sĩ ông cho thầy uống thuốc, thầy đọc cái toa, ta giảm cái đó thầy mới biết. Đó nghĩa là cái người nào khô miệng, đó là cái gan nó yếu. Cho nên phải uống thuốc để cho cái gan nó kích thích thế nào đó, mà thành ra cái nước miếng của mình nó đầy đủ. Nước miếng của mình nó có đủ ấy, thì nó ăn cơm thế này nó mới tiêu hóa. Điểm nước miếng nó có ba việc. Điểm thứ nhất là nó tiêu, nó làm nát những thức ăn ra. Cho nên thức ăn vào tới dạ dày coi như là đã được nát, đã được nhuyễn, tiêu hóa một phần rồi. Thế, và là thứ nhất là cái nước miếng ấy, nó có cái chất để nó trừ trùng. Còn nó trừ trùng, chứ miệng chúng ta đây cứ mở ra nói hàng ngày vi trùng nhiều lắm. Nếu mà không có nước miếng thì nguy hiểm. Thế thì bởi vì nó có cái sức kháng trùng như vậy, cho nên rằng cái nước miếng nó che chở cho cả cái bộ họng của mình. Nếu mà không là bị những các cái bệnh hoạn nhiều thứ vào cơ thể. Cho nên cái nước miếng công đức nó nhiều lắm. Thầy còn cái bành nhầy. Cái bành nhầy thì thật ra cơ quan nào cũng có một cái bành nhầy ở xung quanh. Nhưng mà đặc biệt cái người ta gọi là cái mô. Chị đang nói, con đang hỏi về cái bành nhầy. Chúng ta có riêng hẳn đặc biệt một cái bệnh nhầy đặc biệt, người ta thì người ta gọi là cái gì mô ạ, không biết cái gì mô đó thầy không nhớ rõ, nhưng mà nó đặc biệt, nó ở ngang này nó chia khiến cho những cái ruột nó không có chạy lên trên phổi được, không có trèo lên trên ngực được. nó ngăn cho những cái ruột, những bộ phận ở dưới nó đứng ở dưới, còn nó còn thật cái lồng ngực phổi ở trên, cho nên cái miếng bên nhẹ cái đó đây nó đúng cái hoành là ngang, nó ở ngang cái bụng này, cho nên gọi là hoành cách. Nó địa vị của nó đứng đấy, nhưng mà nó bành nhầy có nghĩa là nó bởi vì nó là một cái miếng da mà hết sức mỏng. Nó hết sức mỏng, thế cho nên gọi là miếng bành nhầy. Cái bệnh này đúng quán về cái bệnh này chứ không biết nữa. Cái này còn muốn đi tìm các thứ bệnh thì phải mượn khách của các mấy ông bác sĩ. Cái thầy không thấy ai nói tôi đau bệnh nhầy cả. Thầy không để ý. Cái bao tử đó khi mà ăn thức ăn ngô thì nó xuống được lâu rồi nó mới chế ra cái chất bổ thành máu kia nè. Hay là khi nó ở trong bao tử nó là chết. Nghĩa là mình ăn cái gì nó cũng đã phải tiêu hóa từ cái nước miếng ở miệng. Trước hết là bộ răng nó nhai, nó giã nát ra rồi. Xong đến cái nước miếng để nó làm nhuyễn ra thành coi như là cháo rồi. Lúc bây giờ mới vào đến dạ dày. Thế ở dạ dày nó lại co mới bóp để nó làm nát thêm nữa. Đấy. Thế là để coi như là thành ra nước lượng nước cũng như là chúng mình gọi gì, nghĩa là những cái chất đặc đã nó hóa thành nước cả rồi, và nó thành những chất nước rồi. Thế xong rồi thì nào gan, nào mật, nào lá lách, mỗi thứ nó lại giúp cái sự tiêu hóa nữa, coi như là gần xong cả rồi mới vào ruột. Nhưng mà ở ruột thì nó cũng lại tiết ra một cái, nó có cái loại hạch nó lại tiết ra một cái chất nước nữa để nó lại làm nhuyễn thêm nữa. Thế rồi lúc bây giờ là những cái chất đó, lúc bây giờ là coi như là nó đã nát như toàn nước rồi. Thế là những cái nào mà hãy còn bã thì phải đi ra phân. Còn cái nào mà là cái nước nó
nó đi qua được cái màng của cái ruột. Cái đó ngày xưa thầy học thì thầy cứ gọi, ngày xưa thầy học tiếng Pháp, bây giờ nói tiếng Việt nó hơi khó. Nó gọi tên là cái gì nhưng mà nó giống như cái mía đó. Cái màng ruột của chúng mình nó như cái mía đó. Các con thấy rằng cái mía cứ để cho các con chỉ tiễn từng từng khẩu một, rồi các con bỏ vào nồi các con đun. Thì cái ngọt ở cái mía đó, nó không phá cái mía. Cái mía vẫn đứng nguyên, nhưng mà cái ngọt đó nó tiết ra ngoài, bên ngoài. Đấy. Cái chất bổ ở trong ruột mình nó đi qua cái màng ruột để nó vào cái mạch máu như thế. Cái kiểu cũng như thế. Không phá cái màng, mà nó thấm được qua. Thế thì là những cái máu này nó thành chất bổ đi khắp người. Là những cái chất mà coi như là tinh túy nhất, còn bao nhiêu thì thành bã đem đi bỏ ra ngoài. Tùy ở trong những cái ống xương hay xương sống của mình thì tùy. Nó tùy ở khắp các xương mình là một thứ chứ không phải ai. Một thứ tùy thôi. Nó xung sốt. Cái tùy nó xung sốt mà nó màu hồng là bởi vì có máu ở trắng. Con nói về quán cái gì ở cái bệnh của tủy, người ta có cái lao xương thì là nó là cái bệnh ở tủy. Thầy về cái mà thầy còn cái da nữa, mà thầy nó màu gì mà ở trong cái niệm thân không có nói là gan, thầy không có phần gan thì con cứ đi ra chợ con xem những gan con bò. Nếu mà định tâm học thì phải tìm ra chợ xem mà gan con bò, gan con lợn nó thế nào thì mình cũng vậy, gan con người nó cũng vậy. Cái mủ là do những con vi trùng nó vào nó cứ phá các tế bào của mình. Cho nên là cứ có cái nhọt rồi nó sưng lên thì là nó có mủ. Đấy, là những con vi trùng nó phá các cơ thể của mình. Thế thì là nó phá những các tế bào. Thế thì là trong cơ thể của mình, những cái máu của mình nó có cái chất trắng đấy. Cái chất hồng ấy là để nuôi cơ thể. Còn cái chất người ta gọi là gì? Bạch huyết cầu, chất trắng ấy là để nó kháng cự những con vi trùng đó. Thế cho nên khi nó kháng cự thì là nó vây con vi trùng vào một chỗ để cho khỏi tan tản ra khắp cơ thể. Cho nên nó bao vây anh vi trùng lại, vì vậy cái nhọt của con nó mới thành cái mủ một chỗ. Thế thì là những cái mủ ấy, điểm thứ nhất là cái máu trắng của mình, điểm thứ hai là xác của những cái tế bào bị chết, điểm thứ ba là những anh vi trùng. Cơ thể của mình nó có những cái tài nó đề kháng những các chứ nếu mà nó không có giỏi như vậy thì chúng mình chết đã lâu rồi, vì chúng khắp quanh người. Thầy như thầy nói vậy thì đâu phải mủ nó có sẵn trong người mình, mà chỉ là do thì đấy, thế cho nên nó mới thành mủ. Vì vậy cứ có mụn có nhọt có chuyện gì thì mủ nó mới chảy ra, chứ không phải là nó có sẵn. Thì nó cũng là một chất ở trong cơ thể của con, nó cũng là một chất ở trong cơ thể của mình. Cho nên đây người ta tính như thế. Còn cái đờ thì như đờ thì chỉ có ở bao tử thôi. Chứ đâu phải là có cắt đâu, chỉ có bao tử. Chỉ có bao tử có thôi. Mà đờ mới là cái công dụng của nó là để cái mùi thối ở trong bao tử nó đừng có ra. Mình nói chuyện với nhau thế này mình sống với nhau được. Chứ còn cái thức ăn mà nó vào đến bao tử là nó đã thối rồi. Thế cho nên phải có cái đờ mà nó cứ có một mảng ở trên cái bao tử. Thế khi mình ăn mình nuốt thì nó qua cái đờ mà nó rớt xuống dưới.
Và thầy dạy thì khi mà mình thổi mũi đó, thầy lúc đầu thì mình thổi mũi nước trong mà sau rồi cái nó thành nước đậm đặc màu xanh đó. Thổi mũi thì không phải đậm, mũi là nước ở ốc nó xuống cho nên là hạ. Mà sao nó xanh vậy đó hả thầy? Ừ. Thế thì nó tùy theo cái nó xanh là nó có mũi ở đấy, nó xanh. Không thì là cũng giống như là thì nó giống như mà nó lại là nước ở ốc xuống cho nên hại lắm, rồi mũi hại người đó. Chứ không phải là đờm, cái mà mình đặt tên là đờm ấy là nó ở viêm bao tử. Còn ở cổ mình đi ra cũng đâu phải là đờm. Ở cổ thì đờm. Còn nếu cái tên mà nó qua mũi này thì nó lại là ở ốc xuống. Thứ nhất là nó tiêu hóa thức ăn. Điểm thứ hai là nó trừ những các trùng cho thức ăn. Và điểm thứ ba là nó bảo vệ. Nó bảo vệ cho những cái các thứ ở cổ. Nghĩa là những các loài vi trùng mà vào là không được. Người ta cứ gọi cái gì cái con vi trùng nó. Điểm thứ ba là nó làm cho cái miệng mình nó đừng hôi. Cái có cái nước miếng thì nó đỡ hôi miệng. Vì chúng ta có cái loại bệnh, nó có một cái loại vi trùng ấy, nó đến vào cái răng mình nó cũng làm hôi rồi. Vào răng, vào lưỡi, vào cổ họng. Cái loại vi trùng nó thối lắm. Ừ. Người ta gọi là thẳng cánh là nó thối, chứ người ta không gọi là nó hôi. Cái loại vi trùng ấy, nó đặt, nó tới chỗ nào mà chúng mình nhiều cái lắm. Người ta nói là ở nơi cái lưỡi của mình á, mỗi khi mà nó có cái trắng trắng mà mình chưa kịp cạo đi á, thì có hàng tỷ tỷ cái loại vi trùng mà nó nằm đấy đấy. Thế cho nên nếu không có nước miếng thì cái miệng thối lắm. Phải nhờ cái nước miếng đó nó mới hết cái thối đó. Cái gan đó, cái nước miếng nó có đặc biệt là nó trừ những cái mùi hôi đó. Đó là vi trùng cả đấy, các thứ vi trùng mấy chú ở cổ, cổ ở báo tử, ở miệng, ở môi, ở đủ thứ. Người ta nói là nó có tỷ tỷ, hàng tỷ con ấy chứ không phải ít. Thì đấy thì nó cũng vẫn chung quy mấy chú đó chứ cái gì? Nghĩa là nó phá cái tai của mình, nó phá những các thứ tế bào. Thì rồi thì là mấy cái cũng do những các chú vi trùng đó. Cho nên nó thành thối tai. Thân nói gì? Ừ, thì đủ thứ, nó xanh, nó đỏ, nó hồng. Dĩ nhiên rồi. Nhưng mà ở miệng ấy thì nó có cái nước miếng để trừ những cái loài đó. Thì cái miệng của con người phải ăn, phải dùng nhiều. Cái nước miếng của chúng ta nó có cái khả năng mà trừ. Nhưng còn cái tai thì không biết nó có cái phương pháp nào mà trị được. Thì thầy không biết ở cái tai. Thầy cho con hỏi là như vậy thì cái tủy là mỗi một ví dụ như người là cái tủy màu khác, mà lợn là một cái tủy màu khác, còn gà là tủy màu khác, hay là cùng là một màu đúng không? Cùng một thứ đấy thôi, bởi vì cũng cùng ăn cả, cùng ăn thức ăn rồi thì cùng tiêu hóa. Con thấy là ruột nó cũng như mình, gan nó cũng như mình, phổi nó cũng như mình, mà làm sao cái tủy nó lại khác? Đó, như mình đó, không có gì khác. Thế con thấy chị Bình Bà thì giới chị nói là cái tủy của người thì màu hồng hồng, nhưng mà con nhìn cái tủy của con heo mà tủy ở xương sống của nó thì cũng ra thì nó màu trắng chứ đâu phải là màu hồng. Có chỗ nó trắng. Cái ốc của chúng mình, cái đầu của mình cũng có chỗ màu xám, có chỗ màu trắng, có chỗ màu hồng. Nó tùy theo các tế bào. Cái này phải học kỹ thì người ta mới phân tách ra rõ ràng. Tùy theo các tế bào. Nhưng nó có từng chỗ chứ không phải nó chỉ có một. Nhưng mà mình cũng thế, mà nó thế thì không khác nhau. À, như là khi mà buổi cả ngày như vậy, đêm đêm mình đi ngủ như vậy đến sáng á, là tại sao mặt mình cứ nhức nhức nhức, là cái nước gì nữa? Mỡ lỏng. Cái đó gọi là mỡ lỏng, cho nên đây có mỡ đặc, mỡ lỏng. Thì cái nhờ nhờ nữa là mỡ đặc, cái mỡ lỏng nó ra, nó tiết qua cái những các cái chân lông. Cái đó gọi là mỡ lỏng. Ở mũi, ở trán, ở đây là nhiều hơn cả. Cho nên nó bóng bóng. Thầy em mở mặt liền nó lại đất hay là nước? Nó thuộc về nước đấy. Cho nên nó ra nước. Mỡ mấy ốc nó thuộc về nước. Thầy cho con hỏi là thế tại sao mà ban ngày thì nó không có ra cái đó, ban đêm nó mới ra? Con ngủ ban ngày nó cũng ra.
Con cứ ngủ thử ban ngày ngó cái mũi với cái hai cái chỗ này nó bong bong. Đi tiết là đi tiểu chứ. À đi ở tầng nhà. Thì chắc là nó thuộc về mù đấy, thầy không có học kỹ về các bệnh hoạn không rõ. Chắc là nó, những cái gì mà trông nó giống giống như mù thì nó là mù chứ còn gì. Thôi thì những các cái chất ở trong cơ thể của mình, thầy không biết nó thuộc về thứ nào, thầy chưa có đi học bác sĩ. Đây ngài chỉ nói cái mặt trời, nhưng mà con thử nói đến cái đất xem. Đất ở trong thân con với đất ở bên ngoài nó là hai hay là một? Thầy con bảo là một. Chết cơ. Còn bây giờ thì vẫn là hai. À bây giờ thì theo như con nói thì đợi đến chết nó mới là một. Còn bây giờ là hai. À, thế cho nên người ta cuốc đất ở ngoài kia tha hồ. Chứ người ta cuốc vào lưng cô thì cô xui chéo lên. Cho nên là trong nhà Phật, Đức Phật có cho cái thí dụ. Cái chuyện này chắc dễ lắm. Nhớ thấp thoáng hệ chỗ nào ngập ngừng với chị em á. Cái có cái anh chàng đó đến đi đến cái chỗ cái quán trọ đó thì đến từ giờ là tối không có lối đi nữa, mới nhân tiện có cái quán bỏ không ở bên cạnh lề đường đó. Cái anh ấy mới vào đấy để nghỉ chân buổi ban đêm. Thế một chốc thì thấy một con quỷ nó phát một cái xác chết tới, nên cái một con quỷ nó vác một cái xác chết nó vứt ở trước mặt anh ta, một con quỷ trắng. Thầy như không nhớ là con quỷ đen hay con quỷ trắng đến trước. Thầy ai nhớ thì nhắc hộ thầy. Thầy cứ nói là con quỷ trắng nó vác một cái xác chết nó vứt ở trước mặt anh ta. Thì có một con quỷ đen nó ở đâu nó chạy tới thì nó vác cái nó thấy cái xác chết đó, nó mới bẻ lấy một cái tay, bẻ lấy cái tay nó ăn. Thì cái con quỷ trắng nó thấy cái xác chết của nó mất một cái tay, anh này lại nằm ở bên cạnh nó, bẻ lấy cái tay anh này, nó đặt nó nối thay vào cái tay cho cái xác chết kia. Thế cái con quỷ đen nó thấy như thế, nó lại bẻ thêm một cái tay của cái xác chết, nó bẻ thêm cái tay bên kia. Thì cái con quỷ trắng nó lại bẻ của anh này một cái tay, nó lại bù cho cái xác chết đó. Như thế nó cứ bẻ đến cái đầu, rồi nó bẻ đến cái chân, rồi nó bẻ đến cái chân trái, chân phải. Như thế cho đến suốt cả đêm. Thì thầy kể không được, nó không đúng thầy nói lại. Thế mà chúng không nhắc hộ thầy. Thầy đi đến cái quán trọ đó, thì con quỷ trắng nó mang một cái xác chết, nó bước lên trên mặt, nó bẻ cái tay trái của cái xác chết. Thì cái con quỷ đen ấy, nó lại bẻ cái tay trái của anh này, nó lắp vào cái xác của nó. Thì cái con quỷ trắng kia nó lại cái tay của cái xác chết nó đang cầm ở tay ấy, nó lại đền cho cái anh này. Nè, thầy nói nhận nghĩa không? Thế cứ như thế suốt đêm, nó bẻ hết cái đầu, rồi nó bẻ lên cái cổ, rồi nó bẻ lên tay, rồi nó cứ thế lắp vào cho cái anh này. Con quỷ trắng nó cứ lắp cho cái anh này, còn cái con quỷ đen thì nó cứ kéo của anh này ra, nó lấy của anh này đi. Thì con quỷ trắng nó lại lấy cái thân của cái xác chết nó lắp vào cho mình. Viết cho đến sáng này ra thì con quỷ đen con quỷ trắng nó biến mất. Thì anh ta đứng dậy để đi ra, nhưng mà anh ta trông thấy cái xác chết đấy, anh ta không biết thế nào. Vậy thì anh ta là cái xác chết hay cái xác chết là anh ta? Bởi vì da của mình nó cứ lấp sang cái xác chết cả rồi, mà cái tay của cái xác chết bây giờ thành cái tay của mình. Các con nhớ nhận cái nghĩa cái câu chuyện không? Thế anh ta buổi sáng này ra, bước chân đi ra rồi mới nghĩ lại, không biết mình là cái xác chết
hay cái xác chết là mình. Hoảng hốt sợ hãi bỏ chạy, thì chạy đâu thì chạy, chứ mà cũng vẫn vác cái thân này đi, nó đi theo nó chạy. Xong đến chỗ Phật, chúng ta đến chỗ Phật, chúng ta lễ Phật, học mới giảng cho anh ta cái câu chuyện hay là cái gì thế nào. Tức là chúng mình đây dĩ nhiên rồi đó. Còn con quỷ đen ấy là ban đêm, con quỷ trắng là ban ngày đó. Cứ ban đêm thì cơ, nghĩa là mình nói như thế cho nó dễ hiểu, nghĩa là cứ ban đêm thì cơ thể chúng ta nó thức ăn nó tiêu hóa, nó bồi bổ, nó nuôi cái thân. Thầy nói sai, ban ngày thì chúng ta ăn ngày hai bữa, chúng ta thở, tức là chúng ta bồi bổ cho cái thân, đó là con quỷ trắng, nó lắp tay chân vào cho chúng mình. Thì ban đêm ấy thì tức là chúng ta hàng ngày các cái sức khỏe của con người do làm việc, do các thứ nó tiêu hao đi, hoặc là bài tiết, hoặc là tiêu hao những các cái sức khỏe. Thì thế cho nên con người cứ ban ngày thì ăn cơm, ăn cơm xong qua một đêm thì cái cơm mới nó thành phân, nó lại đi ra ngoài. Cái xác chết ấy, tức là những cây cối, các cây cối ở gần ở vườn được đây này, như là chúng như cơm như gạo chúng ta ăn. Chị thầy nói võng võng nó không được rõ, chú nào nói lại hộ thầy đi, chú nào nói tứ là lang thang ở cái đường sanh tử của mình. Thì thấy cái quán trọ tức là ví với cái thân chúng ta bây giờ, cái kiếp làm người này, cái nghiệp làm người tạm ghé tạm, và trong cái thời gian làm người gọi là cái quán trọ. Thì ở cái quán trọ đó có hai cái con quỷ trắng với con quỷ đen. Con quỷ trắng là cái gì, con quỷ đen là cái gì? Trắng tức là ban ngày, mà con quỷ đen là ban đêm. Cái ngày với đêm nó sẽ thay phiên nhau. Ngày ấy thì chúng ta ăn để bồi bổ cái thân, rồi đêm ấy thì là cái thân mình ấy nó chuyển hóa biến đổi đấy. Thì hoặc là nó bài tiết thành phân cho nó lại đi ra. Thế cho nên ban đêm con quỷ đen ấy thì nó cứ ngắt cái thân của mình, nó bỏ ra. Còn con quỷ trắng ấy thì nó lại bồi bổ lại cho mình. Thế mà cái xác chết ấy là cái gì? Thành ra cái xác chết ấy nó bồi bổ, chặt một cái tay của con quỷ, của cái xác chết lại đắp vào cho cái anh này. Thế là thế nào? Không phải, cái xác chết đấy là cây cối chúng mình dùng mình ăn hàng ngày đấy này, cho nên nó mới ngắt một cái tay của cái xác chết, nó lại đắp vào cái tay cho mình đó. Mình ăn bao nhiêu thì mình lại bài tiết đi, coi như cái con quỷ ấy nó cắt mất của mình cái tay, nó ném ra đó. Thế lại con quỷ trắng ấy, nó lại lấy những các thức ăn ở ngoài đất đây này, nó lại bắt vào. Có phải các cô bài tiết cho phân, người ta lại lấy phân, người ta đó bón ruộng, rồi bón cây, bón cối, thế là nó lại mọc lên cây cối, chúng ta lại lấy cây cối chúng ta ăn. Đấy, thì cứ quanh quẩn như thế, bồi bổ lẫn nhau. Cảnh nhà mình với cảnh bên ngoài, những cái đất ở bên ngoài là một hay là hai? Là một, mà làm sao? Đấy, cứ có cái thân riêng của mình. Thế nhưng mà sự thật toàn da thịt của mình là làm bằng cơm gạo, tức là đất ở ngoài kia. Đất ở ngoài kia gọi là cái xác chết, ví như cái xác chết. Nó chính là xác của chúng mình, của bao nhiêu các cụ ngày xưa chết đi, chôn ở dưới đất, bây giờ nó thành cây ổi, cây xoài. Có chỗ nào là chỗ không phải là cái mộ cũ ngày xưa của những người đã đi qua. Thế rồi bây giờ nó thành ổi, thành xoài, mình ăn mà mình lại nuôi thân, rồi ngày mai mình lại chết đi thì cái da thịt của mình nó lại thành những cái cây cối nuôi con cháu rồi sao. Cái chuyển xoay vần như thế, cho nên cái thân của chúng ta thì nó là làm bằng cách chung quy gọi là đất. Đã, có thể là chúng ta hôm nay ăn cái nhãn từ Cần Thơ người ta mang lên, ăn cái gạo từ thứ nào đó, rồi những trái cây từ nước nào đó, những cái pom với các thứ họ mang từ nước nào họ mang tới. Cho nên cái cơm, cái thân của chúng mình nó làm bằng cái chất đất ở khắp các nơi. Cái đất ở thân mình cũng thế, thế còn cái nước ở đâu ra?
bay ở trên trời kia nó rơi xuống thành thành nước, chúng mình uống vào gọi là máu thịt của tôi. Thế cho nên rằng cái thân của chúng mình nó liên quan với tất cả đất nước gió lửa ở bên ngoài. Cho nên người Tàu người ta mới học và cái đặt người ta mới có cái khoa học gọi là địa lý. Ta có cái khoa học thiên văn địa lý ở những các nước như nước Pháp, nước Đức. Rồi cái thiên văn ấy, thì nước nào cũng có, nhưng mà về cái địa lý ấy, chỉ có người Tàu thì người ta học giỏi cái đó. Bởi vì cơ thể mình nó có liên quan, mà cho đến ông bố, những các cha mẹ mà chết, thân xác chôn ở chỗ nào đã ảnh hưởng đến con cháu. Thì những cái sự này nó có cái sự cái khoa học của người Tàu, mà nó có cái rõ ràng cái coi như cái hiệu quả, người ta trông thấy rõ ràng, không có thể nào mà nói là không có. Có một việc hiển nhiên, có cái ông đó tên là ông Ngọc, ông ấy làm cái tá, đứng vào cấp tá. Thế nhưng mà ông lại là người Thiên Chúa giáo, nhưng mà không biết từng cái vị nào ở trên hư không đấy cứ dùng ông ấy để mà giảng dạy cho mọi người. Cho nên ông có một cái tài lạ lùng lắm. Thì có một người có cái bệnh ở chân mà chữa khắp các nơi, bác sĩ bao nhiêu nơi không bao giờ khỏi, không làm sao khỏi, tốn kém vô cùng. Nhưng một cái hôm ấy chợt gặp cái ông ấy bảo: "Bác ơi bác, ông cụ thân sinh ra bác ấy, ở ngôi mộ đó, nó bị một cái cỏ nó xuyên qua cái chân. Bây giờ bác về bác bốc mộ ông cụ đi thì sẽ khỏi." Thì cái chuyện ông ấy nói như vậy ai mà tin được. Mỗi người khi mộ bố người ta, mỗi chốc mà bảo người ta đang bốc lên, thế mới không ai tin. Nhưng mà bởi vì cái người này chữa chạy mãi không làm sao khỏi được, mới đành là coi như là cũng đành là nghe. Mà khi bốc mộ lên quả nhiên là cái xương sống của cái ông bố nó có cái cỏ nó đi qua đó. Thì còn về sau khỏi mà các thứ thế nào thì thầy không, người ta chỉ biết là kể cho thầy đến cái chuyện như thế. Mà đây là cái chuyện xảy ra ngay tại Sài Gòn. Thì nó có cái lạ đó, có cái, nó có một cái không biết làm sao bố với con, mà bố thì chết rồi mà chôn ở dưới đất, mà chôn ở tỉnh khác. Thế vậy mà nó vẫn có ảnh hưởng đến cái người con của ta. Cái đấy thì người Tàu người ta học cái khoa địa lý, cho nên ta hiểu được đấy là một cái khoa học của người ta. Thầy Hòa Thượng có giảng cho thầy là bởi vì thân mình nó hệ thuộc với tất cả các thứ đất, nó hệ thuộc với tất cả bên ngoài. Cái đứa tứ đại ở trong thân với cái tứ đại ở bên ngoài không phải là hai thứ khác nhau, cho nên nó phải có liên hệ, nó có liên quan, không có thể nói là không tin được cái khoa học của người Tàu về cái địa lý, không thể không tin được. Số 7 và thầy có nói là những thứ lưu nhuận về nước, chữ lưu nhuận, nhuận là sao? Nhuận tức là nó thấm vào, lưu là nó chảy, còn nhuận là nó thấm. Thầy vừa mới nói về cái việc đất hay các thứ đấy. Thì mặt trời là nói về lửa, còn thầy vừa mới kể là thầy kể về đất. Thế giờ nước và thầy nói cái mây nó bay ở trên trời. Ở đây chỉ nói một cái mặt trời thôi, chứ sự thật ra cả đất nước gió lửa đều ở bên ngoài cả. Cả bốn thứ ở thân của mình chính là lấy ở bên ngoài vào. Rồi con quỷ trắng, con quỷ đen ấy, nó theo nhau mà nó thay đổi thôi. Ở đây con theo một ngày, con theo một mặt trời. Đây nói một cái mặt trời. Và này nói về cái tu, nói về cái gì vậy? Ngoại của cơ thể thì nói thế nào? Nói vô thường là tính cách thần thánh. Đó, nó đang là một hạt mủ, nó thành cục máu,
từ cục máu nó biến thành cái thai, từ cái bào thai nó biến thành ra cô con gái, từ cô con gái biến ra bà già, từ bà già thành một xác chết, từ cái xác chết ấy cửa nát thối đi, rồi chỉ có bộ xương, rồi cái bộ xương nó long rụng, rồi lại mỗi một cái xương nó tự mùn tàn rồi nó trả về đất, không có cái gì cả mà bỗng nhiên hiện nó thành cái con người, rồi lại thành không, không hoàn toàn, không có dấu, không có vết gì cả, tan ra đất, đất thành cây rau cải này, để khác người ta ăn vào thành thân người ta, cứ thế biến hóa đổi dời, gọi là vô thường. Mà đã vô thường thì chắc chắn phải tan hoại thành không. Thì đây có chín cái trạng thái mà cái người tu cần phải quán. Can đảm nhìn vào sự thật. Thế nào là tại sao lại phải can đảm để quán những cái này? Nó sợ cái xác chết lắm. Nó có biết, nó có sợ không? Nó sẽ chiếu vào đây có đứa nào dám ngủ chung bên cạnh không? Đấy, chị em đang thân nhau rất quý, mình chết cả là thôi, sợ hết hồn để dìa. Thế cho nên đây phải can đảm để nhìn được vào sự thật, để dám nhìn thẳng vào cái xác chết. Mà thứ nhất là dám nghĩ rằng chính cái thân mình sẽ là cái xác chết. Mà dám tập để nhìn thấy cái thân mình nó chuyển biến như các xác chết. Cho nên đây gọi là phải can đảm. Nhìn vào sự thật thì sẽ hết bi quan. Làm sao nhìn vào xác chết mà lại hết bi quan nhỉ? Phước trí là xác chết là càng bi quan mới phải chứ. Ở đây bảo hết bi quan. Thì bây giờ đây ấy, bình thường như thế này, thế mà bị cô chị chúng cô la thì phước khí nó phịch mặt nó lên, thế rồi nó ngồi nó khóc, nghĩa là nó bi quan, phải không? Thế nhưng mà nếu mà nó thấy được cái xác chết rồi nó nhớ rằng chính cái mắt đang khóc này ngày mai hóa giỏi, cái miệng đang mếu này ngày mai hóa giỏi, nhớ được cái thân của nó là cái phút cái tan rã, không đánh khởi, không sẽ thành bụi thành không, thì nó còn tủi thân nó khóc nữa không? Không. Thế cho nên thấy được cái sự thật thì mới biết rằng những các cái mà mình thiền được, còn cái sanh già bệnh chết của mình ấy, mà rồi kiếp sau còn đọa lạc nữa, cái ấy mới là đáng sợ, mà mình phải dồn hết tinh thần để làm sao mà ra khỏi được cái đọa lạc này, sắp tới nơi rồi. Thế cho nên cái người nào quán nhận được sự thật thì cái người không có bi quan, không có thì giờ đâu mà thương thân tủi phận, những cái ba lăng nhăng không đáng kể gì cả. Mà lúc bây giờ phải biết quý cái đời sống, chúng ta chỉ còn có một thời gian ngắn mà thôi. Nếu bây giờ ở đây mà không gắng học, không gắng tu, không gắng gắng giác tỉnh thì mai đây chôn vùi trong đọa lạc. Cho nên quý cái đời sống, phải làm thế nào để khỏi phí uổng cái kiếp người khó được. Thầy thường nghe nói rằng được làm người khó khăn như con rùa mù gặp bọng cây nghiêm tử. Thế cái chuyện rùa mù bọng cây nghe nào. Bọng cây ở đâu? Cái bọng cây ở giữa biển. Ừ. Biển thì bát ngát mông mình, mà gió nó thổi, cái sóng nó vỗ, cho nên cái bọng cây nó sóng này đẩy ở đằng kia, sóng khác lại đẩy ở đằng này. Mà ở trong một cái biển bát ngát mông mình. Đấy, thế thì bây giờ con giảng cho chị em thấy cái kiếp người khó được như cái chuyện con rùa mù. Rùa ví với cái gì? Cho chúng ta. À, tại sao lại bảo là con rùa mù? Tôi có hai mắt mở đây, tôi sáng như thế này, sao bảo tôi mù? Lão lý. Mà sao lại nói mù, tức là cả hai mắt cùng hồng. Các vị nhị thừa, các thánh nhị thừa thì Phật chỉ ví là chột mắt, còn chúng mình lại gọi là mù. Hay là khác nhau cái gì đây?
Hai con mắt là tượng trưng cho hai thứ trí tuệ căn bản của chúng ta. Các vị thánh thanh văn ấy, thì Phật có ví luôn bị chột, người chột mắt. Ở trong Pháp Hoa, ông Trần Già sai một người chột mắt đi đỗ gần kia đứa con. Người chột mắt ấy là ví với các vị thanh văn, bởi vì các ngài còn chấp pháp, cho nên là bị, tức là một con mắt nó hỏng. Nhưng mà các ngài đã phá được cái ngã chấp rồi, cho nên các ngài chỉ chột thôi. Còn chúng mình ấy thật ví là con rùa mù. Thế lại bà già mù, bà già vô minh, chị em nhớ không? Cũng mù cả hai mắt. Nghĩa là chấp ngã, một mặt thì chấp ngã, một mặt thì chấp pháp. Hai thứ, cả hai cái trí tuệ cùng không. Cho nên gọi là con rùa mù. Tức là chúng ta cả không có trí tuệ, chấp ngã là không có cái trí tuệ một cái, rồi lại chấp pháp là chấp những cái cảnh bên ngoài là thật, thế là hai cái, thế gọi là người mù. Cái con rùa mù nó ở đáy biển là ở đâu, ví với cái gì? Ở trong biển nó bị chìm luôn ở trong cái địa ngục ngạ quỷ bằng xanh, bị đọa sa đọa về đường ác đạo, cho nên ở đáy biển trăm năm ngóc đầu lên một lần. 100 năm là cái gì, ví cái gì phải hết ngắn. Thực ra ấy là đã đọa về địa ngục ngạ quỷ bằng xanh ấy, thì phải gọi kiếp chứ không có gọi năm được. Tính ra là cả bao nhiêu kiếp rồi mới được lên làm người. Mà đây nói cái số trăm năm là để cho loài người dễ hiểu, tức là cái thời gian đọa lạc nó lâu lắm mới được ngóc đầu lên một lần, nghĩa là một phen để hy vọng được làm người. Thế mà cái biển gió đánh như thế là nói cái gì đấy? Nó đánh cái bọng cây, bây giờ cái bọng cây là cái gì đã? Cái tử cung của người mẹ. Con rùa nó muốn cho đầu, nó cái đầu thai, cái đầu thai vào trong cái bụng người nữ thì mới được ra làm người. Chứ nếu mà vào cái bụng người na, người con bò, con trâu thì ra làm bò, làm trâu. Thế cho nên ví cái tử cung của bà mẹ như cái bọng cây. Mà bọng cây lại bị sóng nó đánh, sóng biển nó đánh, là ví với cái gì? Duyên. Không biết bao nhiêu nhân duyên, nhân duyên kết hợp và nhân duyên ly tán, bao nhiêu thứ nó ràng buộc mới thành kết, cho nên mới thành cái duyên có mẹ con, thành mẹ thành con, nghĩa là con rùa vào được cái bọc cây, tức là cái thân mình vào được cái tử cung của bà mẹ, là phải biết bao nhiêu nhân duyên. Mà ví như là sóng của biển, nghĩa là mình không biết gì vào cái việc này, nhân duyên nó chẳng kịp. Nào ân, nào oán, bao nhiêu kiếp. Có cái duyên để thành, lại có cái duyên để phá. Cho nên không biết bao nhiêu mà kể. Một mới vào, mấy con rùa mới cho đầu rồi vào cái bọng cây. Để mà làm được thân con người. Cho nên nó khó như thế. Mà được thân con người khó như thế đấy. Mà chỉ một cái gió đập là cũng mất mạng. Đi trượt chân một cái vỡ sọ thì cũng mất mạng. Thì em tuệ chiếu vừa rồi rửa cái chân thôi, trượt cái cẳng một cái, thế là thôi cũng hết một đời thanh niên. Cho nên khó lắm mới được thân người, mà lại dễ mất, dễ hỏng. Thế thì cái vật đã khó mới có, mà lại dễ mất như thế, là vật quý hay vật mà mình nên bỏ qua? Ở đây mới khuyên chúng ta là phải để biết quý cái đời sống làm người, khỏi phí uổng cái kiếp người khó được. Pháp quán này để chữa cái bệnh ngã ái. Thế thì mình đã phải yêu quý cái kiếp làm người khó được, mà làm sao lại còn chữa cái bệnh ngã ái? Yêu quý thì tức là phải yêu quý cái thân này là cái ngã ái. Mà sao đây lại nói chữa cái bệnh ngã ái là thế nào nhỉ? Nói là phải khỏi phí uổng kiếp người khó được, thế thì phải bồi bổ cái ngã ái. Mà đây bây giờ lại tu cái pháp này để chữa cái ngã ái.
Đó. Tại sao mình phải yêu quý cái thân này, tức là mình phải có ngã ái. Mà bây giờ con phải chữa khỏi cái bệnh ngã ái, cái bệnh là làm sao? Phải bảo mình nên yêu cái thân này hay nên ghét cái thân này. Mình dùng nó để làm việc lành, việc thiện thì mình phải bồi bổ cho nó chứ. Cũng như con có cái xe đạp tốt, con phải trông nom săn sóc, nó hỏng cái gì thì sửa chữa. Chứ đâu có phải yêu nó mà vứt nó xuống đi là xóa đâu. Nó lại không thương cái thân nó nữa. Mà thầy thì thầy đấy là thầy thấy ở đây phải biết quý cái đời sống, làm thế nào để khỏi phí uổng cái kiếp người khó được. Thế là thầy nghe thì thầy thấy rõ ràng là phải thương cái thân này, mà nó bây giờ nó lại bảo không, nghĩa là phải biết dùng cái thân này. Đấy, cái thân người khó được là nó lại dễ mất, thì mình phải biết dùng nó, dùng nó để tỉnh cho ra, chứ không phải là quý cái thân để mà nguyện đời đời kiếp kiếp ở trong cái thân này để bảo tồn cái da thịt, bảo tồn giữ gìn. Cũng như mình có cái xe đạp thì mình phải quý cái xe đạp, mình lau chùi, nó hỏng đâu mình sửa đấy, để làm gì? Để mình dùng nó, chứ không phải quý cái xe đạp để thờ, để cất đi một chỗ để ngó, mà quý cái xe đạp để dùng nó, để biết cách dùng nó lợi ích. Thì mình bây giờ được thân người, cái thân người nó có cái công năng, nó có cái bộ óc, nó hiểu được cái phải cái trái, cái thiện cái ác. Cho nên cái thân người ở trong kinh Phật tổ gọi là cái cửa ải để mình đi qua được cái luân biển luân hồi này. Mượn cái thân người mới đi qua được, coi cái thân người như cái cửa ải để mà đi qua được cái luân hồi. Nếu mất cái thân người thì không có cách nào qua được. Thế cho nên phải quý cái thân, quý nó mà biết sử dụng nó, biết cách quý nó, chứ không phải hễ nó yếu phải cho nó ăn bình thường. Đó. Cho nó ăn bình thường, cho nó đủ khỏi rét. Nó là đất nước gió lửa thì mình cũng phải bồi bổ đất nước gió lửa cho nó đủ sống. Phải ốm đau phải trông nom săn sóc nó, không quá đáng. Bởi vì quá đáng thành ra ví dụ như cả đêm đi cinema hay là đi nghe hát, rồi thì ăn cả đêm, như vậy nó sinh bệnh sinh hoại. Thì những cái cách thức buông lung ấy thì không nên. Chính là không biết cách chăm nom cái thân. Muốn chăm nom cái thân là phải cho nó điều hòa trong sự ăn uống, trong cái nếp sống hàng ngày, và dùng cái thân để tỉnh ra mà ra khỏi cái luân hồi. Mất cái thân này rồi thì không có hy vọng ra khỏi luân hồi được nữa. Cho nên đây Phật tổ khuyên chúng ta tiếc cái kỳ già, kỳ già nghĩa là cái thời gian mà cái thân người mà nó còn sống. Người thường mắc là các vị A La Hán làm sao cũng hiểu cái pháp Phật đường như các vị A La Hán là người. A La Hán ngài không có mù như chúng mình. Chúng mình thì là không mất, không có hai cái tuệ. Còn các vị A La Hán thì các ngài đã chứng được cái vô ngã, biết cái thân này không phải mình rồi. Thân này nó chỉ là một cái vật dụng, dùng một thời gian thôi, chứ nó không phải mình. Thế cho nên chúng ta thì mê nhận cái thân này là thân thể của mình. Vì thế ở đây mới nói rằng thì là chữa cái bệnh ngã ấy. Các vị A-la-hán, các ngài khỏi cái bệnh ngã ấy rồi. Các ngài không chấp cái thân này là ta, mà chỉ là một cái báo hiện một thời gian, nhưng mà cũng có cái phước báo. Làm người nó có cái báo xấu mà cũng có cái báo thiện, báo lành, là nó còn hơn những các cái loài vật. Nó tỉnh được, nó hiểu được, nó tu được. Thế cho nên nó có cái tốt đó. Thế nhưng mà nhận cái thân này là ta thì là ngu si, cho nên gọi là anh mù mắt. Người mù mắt là chấp ngã là một, chấp pháp là hai. Còn các vị A-la-hán thì các ngài chỉ còn chấp pháp thôi, chứ các ngài đã hết chấp ngã rồi, cho nên gọi là người chột. Đang hỏi như vậy thì các vị A-la-hán khác còn chấp khác, thì các ngài nhìn đến cái vật này thì các ngài vẫn là cho là có. Chấp pháp của các ngài là chấp cái pháp, các ngài chấp cái tứ niệm xứ này,
Cái ngày chấp là vô thường, vô ngã, khổ và không. Các ngài tu được cái vô thường, vô ngã, khổ và không. Còn các ngài khư khư chấp thế gian này là vô thường, vô ngã, khổ và không. Chứ những cái này thì các ngài biết là nó vô thường, vô ngã, khổ và không tuốt rồi. Lạc quan mà nó cũng không bi quan, nó là giải thoát. Thế con tỉnh được ra. Chứ không, chứ còn cái, nếu mà nói bi quan với lạc quan là hai cái nó còn đối chọi nhau. Người lạc quan là thấy cái gì cũng cho là vui, cũng làm cái mê. Mà người bi quan thì cũng làm cái mê. Thật ra cái người ta tỉnh ra, ta biết nó là cái thân này là giả, là không, không bám vào cái thân này nữa, người ta giải thoát. Lạc là vui, nó đối với cái chữ bi quan. Bi quan là buồn. Thầy còn như thầy vừa nói cái câu mà các tổ nói cái thân này là cái cửa ải để qua linh hồn. Thì thân này là cái cửa ải. Bởi vì bây giờ con đang sống bằng cái thân này, thì cái thân, ở cái thân này con có thể hiểu được kinh sách của Phật, con có thể tu mà đi đến giải thoát được. Giải thoát được tức là ra khỏi cái cửa ải luân hồi. Cho nên cái thân này coi như cái cửa, nếu mà mình biết mở thì mình đi ra được. Mà cái người không biết mở cái cửa này thì lại vẫn lại ở trong cái đắng, cái cảnh luân hồi. Cho nên thân này là cái chỗ để có thể đi qua. Người nào dũng cảm, người nào có khả năng, có tài, người ấy ta ra được. Cho nên gọi cái thân này là cái cửa ải để ra khỏi cái luân hồi. Như chúng ta đấy, bây giờ được cái thân người, được gặp Phật pháp đây, nếu không cố gắng mà không tỉnh cho ra thì lại trở lại cái đường luân hồi như cũ, coi như người không ra khỏi cửa ải. Người tu vì chánh kiến nên giải thoát. Thế nào là vì chánh kiến nên giải thoát? Qua thầy thấy là con quán cái thân này là đống đất, thế mà rồi nó lại đi đến cái chỗ là con không chấp cái câu nói của người ta. Thì cái đống đất, cái câu nói liên quan gì đến nhau? Là con tu cái đống đất mà con lại thấy được cái câu nói không đáng kể. Tại khi mình quý cái thân này là thân tôi, cho nên bây giờ các cô lại động đến tôi thì tôi không chịu, cho nên tôi giận, tôi tức, tôi la. Còn bây giờ biết cái thân này không phải thân tôi nữa, nó chỉ là đống đất không có giá trị gì, vì vậy cho nên là không bênh vực nó nữa. Cho nên cái tham sân si ở tâm của mình này nó tan đi. Đối các cảnh người ta, mọi người xung quanh, người ta đối xử với mình cách nào không quan hệ, bởi vì cái đống đất thì còn bênh nó làm gì. Thế cho nên giải thoát. Thế cho nên vì chánh kiến, nhờ có chánh kiến mà giải thoát. Còn nếu không biết thân này là chỉ là cái đống đất không quan, không có sự thật, thì khư khư còn bênh vực cái thân. Thế mà bênh vực cái thân bao nhiêu ấy, thì cùng với cái tham sân si nuôi sợ, nuôi cái tham sân si thì còn đọa lạc, còn khổ nữa. Thế cho nên nhờ chánh kiến mà giải thoát. Mà bởi vì không có tham sân si, cho nên cái tâm nó khinh an, nó vui vẻ. Đến bài thứ 9, với dục ý thấy tánh sanh diệt vô thường. Cái nào là con quán cái thân bất tịnh, với dục ý thấy tánh sanh diệt vô thường. Thầy vừa thấy hẳn một cái thí dụ ra là quán cái bất tịnh đi. Thì quan thế nào là con quán bất tịnh với dụng ý thấy cái tánh sanh diệt vô thường, ánh biến nhé. Nó chuyển biến từ cái xác chết, rồi lại biến thành ra đống thịt quá rồi, rồi lại biến thành ở đống xương, rồi những cái đống xương là long dụng ra, rồi là hóa ra là một những cái mùn đất, rồi không còn gì cả. Đó. Thì khi mà mình
để ý đến cái sự chuyển biến, thì đó là để mình có cái trí tuệ vô thường. Còn thế nào là quán bất tịnh và duyên sanh là vô ngã? Duyên sanh để thấy cái vô ngã của thân con là thế nào? Không gì duyên gì? Mà thầy nhân là nghiệp là người là nhân. Từ duyên là cơm ăn áo mặc nước uống, tức là đất nước gió lửa làm duyên, cho nên kết thành cái thân. Vậy thì nó có phải thân mình không? Thầy, nếu mà con tách ra thì con phải không? Thế, cho nên nó không phải là mình, cho nên gọi là vô ngã. Sự giác tỉnh này giải thoát hết tham ưu. Sự giác tỉnh này là cái gì? Con thấy được vô thường, vô ngã, cho nên gọi là giác tỉnh. Thì tại làm sao thấy được vô thường, vô ngã lại gọi lại giải thoát hết tham ưu? Không phải thấy cái thân này nó không phải thân mình nữa. Thế cho nên vơ vét làm gì? Vì vậy không có tha. Mà bởi vì thấy cái thân này nó không phải thân mình nữa, cho nên nó còn, nó mất, nó bệnh, nó hoạn, mình đâu có lo, có sợ cái gì nữa. Thì nếu nó là mình ấy, thì mình sợ hãi, sợ nó, lo cái chuyện cho nó sống còn. Còn bây giờ nó còn, nó mất, mình biết là đống đất trả về cho đất, thế cho nên mình không có lo lắng sợ hãi gì cả. Bởi vì con người đau khổ không phải tại thế gian vô thường vô ngã, mà chính là tại mờ ám cái sự thật đó, chân tịnh. Tại bởi vì cho thân này là thật, là ta, cho nên bây giờ nó già, nó bệnh, nó chết, nó sợ hãi, nó lo lắng, nó khổ não. Còn biết nó là đống đất, nó chuyển biến mà thôi, thì việc gì mà khổ mà lo. Thế đấy, cho nên chính cái thân, cái đống đất nó chuyển biến, thì có gì mà đáng buồn, đáng lo. Mà bởi vì chấp cho là ta, thế cho nên không muốn cho ta chuyển biến, không muốn cho thành giả, thành không, không muốn cho nó tan đi. Thế cho nên mờ ám, cho nên những người thế gian mờ ám cái sự thật này, nên cứ khóc, mới than, mới buồn, mới khổ. Thế các bậc thánh nhân, các ngài cũng sống ở trong thế gian này, mà các ngài đâu có đau khổ, các ngài vẫn vui. Bởi vì không chấp nó là mình, thì nó chuyển biến mặc nó. Đất nó chuyển biến từ gì đến mình mà ngồi khóc chú chú. Năm uẩn tự không lỗi, mà cái gốc đọa lạc ấy, là ở chỗ chấp thủ. Trên mình nói tứ đại ban nãy của tịnh, chân tịnh nói rồi, bây giờ đến phần con nói về năm uẩn. Như Đức Thích Ca ngài thành đạo, khi ngài thành đạo rồi, ngài còn thân không? Còn thân hay là mất thân? Còn. Vậy ngài có sắc uẩn không? Có hay không? Có, ngài vẫn có sắc. Thế mà ngài vẫn thấy nghe hàng ngày cảnh sống, hàng ngày như thiên hạ người ta đến, có người thì đến lễ, đến lại các vua chúa lễ lại, lại có những bọn bà la môn nó đến nó mắng chửi thậm tệ. Ngài có biết không? Đúng rồi, ngài có biết không? Ngài có mù không? Ngài có thấy, có nghe rõ ràng, nghĩa là ngài có thọ rõ ràng, nhưng mà ngài có khổ không? Thế cho nên đây nói là cái ngũ uẩn này tự nó không lỗi, cái sắc, cái thọ nó không lỗi. Mà sở dĩ lỗi là bởi vì chúng mình cứ vơ cảnh ở bên ngoài vào, nó lại nói tôi, nó lại mắng tôi, thế là ngồi khóc tu tu lên. Thế cho nên là gốc đọa lạc là ở cái chỗ mình chấp thủ, đấy, vơ cảnh vào. Thế chứ Đức Bổn Sư ngài có sắc, có thọ, thế nếu ngài không có tưởng thì làm sao ngài giảng kinh thuyết pháp cho chúng ta được? Ngài có đặt như cục gỗ không? Ngài có phải cục gỗ không? Thế cho nên ngài có tưởng, ngài có đi lại hành động, cho nên có hành. Ngài có thấy nghe hay biết, cho nên có thức. Ngài đủ năm uẩn, nhưng mà chỉ bởi cái gốc mà khổ của chúng ta là ở cái chỗ chấp thủ. Tôi khổ, tôi vui, rồi tôi thân, tôi thích, thế là cứ nhận cái nghiệp vào là mình. Thế cho nên bây giờ mình tu cái tứ niệm xứ này để thanh lọc năm uẩn của chúng ta, cho nó giải thoát các thứ phiền não, đừng có chấp thủ nữa. Chứ không phải là học tứ niệm xứ xong rồi không có sắc thọ tưởng hành thức,
xong rồi mất cái thân này, mà là chỉ để tiêu những cái phiền não, khiến cho năm cái ấm của chúng mình ấy, nó chuyển ra, nó thành ra gọi là năm ấm vẫn ngũ uẩn, nhưng mà ngũ uẩn thiện, ngũ uẩn sáng suốt. Thầy nói là Đức Thích Ca là ngài thọ mà ngài không khổ thân đấy, thì ngài có biết, ngài có biết tức là có thọ, nhưng mà ngài không thọ như chính mình. Ngài biết cái người ấy nói mà ngài cũng hiểu người ta nói gì, nhưng mà ngài không có như chúng ta nói là tôi khổ tôi vui, mà ngài biết rằng không phải cái thọ này nó không phải là ngài. À, cho nên nói ngài nghe ngài hiểu, rồi ngài tìm cách ngài giáo hóa cho những người ấy, thì ngài cũng đủ năm thọ, chứ không phải là ngài biết hay là ngài ngu hay là ngài mê muội không biết người ta nói gì, nhưng mà ngài không có cái thứ thọ khổ vui như chúng ta thôi. Cái thọ của ngài, ngài có thọ cảnh, ngài có biết, nhưng mà ngài không có cái khổ vui. Còn tại sao mà người con lại có khổ có vui với cái âm thanh của người ta nói bên ngoài? À, điểm thứ nhất là con chấp cái sắc thân này là con. Cái điểm thứ hai, con cho cái âm thanh người ta nói là khen cái mình, người ta khen mình, người ta chê mình. Thế chứ còn như Phật thì Phật sáng suốt, cho nên Phật không có nhận là cái ngài biết hơn ai hết. Ngài biết cái thân sắc thân này của ngài thì là thả hiện thời gian. Ngài cũng có đủ năm ấm như chúng mình, không gọi là ấm mà gọi là uẩn, bởi vì với nơi ngài nó không đăng xe được. Nhưng mà thầy cho con thư ở đây nói là năm thủ uẩn tự không lỗi, cái sắc thọ tưởng hành thì con hiểu, nhưng mà chính cái thức là do mình phân biệt mê lầm cho nên mình mới thủ, mà sao nó cái thức này nó cũng không có lỗi. Ở nơi ngài cái thức gọi là trí rồi, tại mình thì ở nơi chúng mình mới gọi là thức. Ở nơi ngài vẫn có cái đó nhưng mà gọi tên nó là trí. Cái này mình thích cho nên mình mới thấy, chứ còn cái lúc mình phân biệt nó thì nó gốc là lại có lỗi. Thì cái lúc phân biệt ấy, bởi vì có phân biệt thì thành là có các cái thành chấp hai. Đã chấp hai thì có hay đối với giờ, tốt đối với xấu. Thế rồi từ đấy nó đi ra các sự. Vì hằng dùng tư tưởng đối diện với cái già bệnh chết, quen thuộc với già bệnh chết nên không sợ hãi. Quán chiếu vạn vật không phải từ khước vạn vật, mà để tiếp xúc với vạn vật bằng tuệ giác liên hương. Ngày mình nói tới, mình nghĩ tới, quen rồi, mà biết rằng đây là cái chuyện mà ai cũng phải trải qua, đã biết trước là mình sẽ phải trải qua. Còn người thế gian thì ta cứ kiêng, kiêng không dám nói đến già, đến bệnh, đến chết, gọi là tuổi thọ, gọi là cỗ thọ. Cái quan tài để đem chôn nó gọi là cỗ thọ. Tại sao đem chôn tức là chết, mà chết là hết, ta còn gọi là thọ. Mà các cụ cứ gọi là cỗ thọ, con nghe ai có bao giờ? Không nghe bao giờ. Cái quan tài người ta gọi là cỗ thọ mà không nghe thế bây giờ. Ê thì không phải người Việt Nam rồi. Người này, những người này là máng gỡ gì. Con nghe đi là cái thọ, cỗ thọ. Cỗ, cái cỗ quan tài người ta gọi là cái cỗ. Niệm hơi thở. Con đọc đi. Tịnh giới con giảng về sơ thiền. Thắp đèn lên thì cái tối chạy đâu, có mất không? Gì? Nếu mà thắp đèn lên thì tối hết. Thì ngay cái chỗ tối này nó biến thành sáng. Chứ không phải nó mất, không phải nó chạy. Thì ngày nào nó cũng thắp đèn thì còn để giảng gì nữa. Vậy thì khi bây giờ cái đầu con là cái đầu mê, cái đầu vô minh. Thế đến khi học tứ niệm xứ được cái đầu tuệ giác thì cái đầu vô minh nó chạy đâu? Ẩn thành giác chứ nó chạy đâu. Từ xưa thiền tịnh giới không vật lộn với tham sân si là đầu đuôi sao? Có phải đánh nhau với tham sân si? Mấy cô bây giờ tu đây đang đánh nhau với tham sân si, phải không? Thế làm sao? Vậy là nghĩ là không vật lộn.
Từ tỉnh ra thì cái tham sân si nó tan biến, nó biến thành trí tuệ, cũng vẫn cái tâm mình, tâm cũ thì gọi là tâm tham, còn bây giờ đấy nó tỉnh ra thì là tâm trí tuệ. Mà vật lộn có nghĩa là thế nào? Là cái việc tham sân si là tham. Nghĩa là cái người mà không biết thì cứ tưởng là bây giờ mình phải ngồi để mình hì hục, trong cái lúc tu để hì hục, để cấm cái tâm tham nó không được nổi lên, cấm cái tâm sân nó không được nổi lên. Nếu mà nó nổi lên thì mình phải đàn áp đẩy nó xuống. Đấy. Như các vị mà gọi là tu cái đức nhẫn đó, đó cái đó là phải đàn áp nó xuống thì phải vật lộn. Nhẫn mà vuốt ngực nhẫn nhẫn đó. Đè đó. À. Thì gọi là vật lộn nghĩa là phải phải có một cái có một cái dùng cái lực để mà hàng phục. Cũng nhiều người người ta không được gặp Phật pháp để mà người ta nhận, cho nên là mỗi khi muốn sân người ta phải ngồi im, có người thì người ta tìm cách người ta uống nước để cho nó mát đi. Thế còn bây giờ mình có học Phật đấy thì mình tỉnh ra thì nó hết. Thế còn người ta không khó học Phật thì người ta phải tập nhẫn, nhẫn ấy thì cái đó gọi là phải vật lộn mà đến kết quả cũng hơi khó. Bởi vì mình hàng phục được, mình đè nén lên nó lúc này cho lúc khác nó lại bùng lên. Còn mình tỉnh ra thì nó tan đi. Tỉnh giới, không xa lìa được tám đoạn và dục vọng. Bởi vì người đã bây giờ buông hết cảnh bên ngoài. Mắt không chạy theo sắc, tai không chạy theo âm thanh, khiến cho sáu căn không chạy theo sáu trần nữa. Trở về xoay lại cái tâm của mình thôi. Cái buông cảnh bên ngoài, cho nên không bị cảnh bên ngoài nó kích thích, cho nó hấp dẫn người ta. Thế cho nên gọi là hết cả cái dục vọng, hết cái tán loạn. Thế cho nên trong tâm nó được bình an, nó yên ổn, nó khởi lên một cái vui. Thế ở đây ví là xà bông hòa tan trong nước là ví thế nào? Cái an đó, cái vui đó, cái hỷ với cái lạc này nó ở khắp toàn thân. Cho nên người ta bảo cái khi mà vui thì nở ruột nở gan đó. Có thật không? Có chứ không phải không đó. Những trẻ con mà nó được yên ổn thì nó hay ăn, nó chóng nhớn, nó vui vẻ, mà lớn lên nó thành con người hay. Còn những đứa trẻ mà không bồ côi, không có cha mẹ mà cứ phải ở những cái nơi mà người ta từ thiện, người ta giúp đỡ. Nếu mà gặp phải những cái gia đình người ta không có cái tình thương. Thầy có biết một đứa bé mà tội nghiệp với con bé, bây giờ nó ở bên Pháp. Nó ở có một cái bà từ Pháp và bà nuôi với con bé. Bà thì bà tử tế chứ không phải bà không tử tế. Chuyển cơ thể của nó chậm, bởi vì nó không có cái tình âu yếm, cái thương yêu, cho nên là nó không được khoan khoái, nó không yên ổn. Mà con bé cho đến nỗi mà lớn tướng nó biết nói, ai cũng cứ tưởng là con bé nó không như thế đấy. Thầy thấy rõ ràng chứ không phải là nó bị hành hạ, người ta không đánh, người ta không mắng, người ta không làm gì, nhưng mà cứ coi như là nó không có cái tình thương, cứ vứt đấy, cái nghĩa là nó cứ ở đấy, cứ cho đến bữa thì cho ăn, để hết bữa thôi cứ mặc. Lớn lên thì cũng đi học trường đầm, thế cũng mặc quần áo đầm, cũng mặc trường đầm. Thì bây giờ sang bên Pháp làm bà đầm, thì bây giờ thì nó sung sướng, nó yên ổn rồi. Nhưng mà cái hồi nó nhỏ thì có, bởi vì rằng không có cái sự ôm ấm bế ấm, không có cái tình đó. Thế mà thầy thấy đấy, cái con bé đã rõ ràng. Rồi ai cũng biết rằng thì cũng bảo rằng đó là bởi vì như thế cho nên là nó chậm lớn. Thế lại có những cái đứa trẻ nó thiếu, nó cũng bị cái hoàn cảnh như thế, cho nên mặt mũi nó như là khô khan, nó cái tinh thần nó không được này nọ, không bình thường như các trẻ khác. Như thầy nói chuyện hôm qua về con gà đấy, con gà nó cũng thế, không chỉ con người. Con chó nhà mình đây này, chùa đáng lẽ không có cô Vĩnh Lạc ở đây thôi, thầy gửi lời của Diệu Khiết.
Hôm qua đó thầy mới nghĩ ra. Thầy không, bởi vì nó không quen thầy cho nên nó tới thầy nó cứ đớp, nó gầm gừ, bởi vì cái nghiệp của nó là nghiệp sân, thấy người lạ nó không thích, cho nên thầy cũng không tới nó. Nhưng hôm qua thì thầy xuống cái nhà, thầy thấy cái con chó của ông Lộc đó, nó nằm khảnh ở trên cái đơn đó, nó nằm thảnh thơi ở trên đơn. Thầy mới nhớ ra, thầy bảo à, cái nguyên do con chó nó sắp chết. Thầy mới gọi cái bé Minh Ngộ, thầy bảo con phải tới nó, con vỗ về nó, con chăm sóc nó, thì thương nó cho nó có cái tình để nó thấy nó có nơi nương tựa. Bởi vì rằng thì là nó ở đây, nó nhà của nó, mọi khi nó vẫn lên đây này, phải không? Dạo này không có nó nữa. Là bởi vì con chó ông Lộc tới, thì to, lớn, nó đâu có dám cắn, nó đâu có dám động tới. Mà còn các cô ấy thì cho cái con chó của ông Lộc ấy nó ăn, trông non săn sóc. Còn nó thì nó sợ, nó phải đuổi xuống dưới nhà. Nó có cái buồn của nó có cái tủi thân của nó có cái khổ của nó chứ. Nó phải lùi xuống dưới nhà, chúi xó. Cô liên tạng, cô đâu có đi về, cô đâu có nói gì đến nó đâu. Một cô liên tạng như vậy thì cả trăm cô cũng thế. Thành nó không có nơi nương tựa, nó không có. Thế thì nó thấy con vật này tới, được các cô thương xót. Còn nó thì tính cái chỗ của nó thì bây giờ đứa khác ở. Còn nó thì nó phải chui xuống dưới nhà, nó không gắn bén mảng ở trên này nữa. Đó. Tới bữa ăn thì chắc cũng có cô nào đó cho ăn, nhưng mà đưa cơm này nó không ăn, bởi vì nó đang khổ, nó đâu có ăn được. Thế thì thôi, không ăn thì lại cho cái con chó ông Lộc ăn. Con chó ông Lộc mập phù lù ra, còn nó thì héo hòn, bởi vì đến nỗi mà đi đến cái chỗ muốn chết. Thầy mới gọi Ninh Ngộ, thầy bảo con phải, con nói với các cô cho thầy bay hộp sữa con chó nó uống đi. Con vỗ về, con ấm áp với nó, mai giờ nó sống. Thầy không biết tưởng qua nó sống nó chết, thầy nói với cô viện tạp cho các em hiện phận cho nó. Nó sống. Ừ. Thế cho nên rằng đó, con chó là nó không có ba, nó không có má, thầy vẫn nói chứ, nó không có bố mẹ. Nó ở với chủ nào là nó nhờ cái vị chủ ấy. Chó nhà ông Lộc thì chủ nó bênh nó, còn chó nhà mình thì chủ lại không bênh, không hỏi, không nói tới, mặc cho chó hàng xóm tới. Cứ việc ăn cơm của nó, chiếm chỗ của nó phải chúi vào một xó. Thế thì nó phải khổ, nó phải chết. Con chó nó lại còn tham sân còn nhiều hơn con người. Nó lại cái tủi thân của nó lại còn nhiều hơn, bởi vì cái ngã ái của nó còn nặng. Thế cho nên phải có một chút để tâm. Nếu mà không nuôi thì thôi, vứt đi cho người khác. Và nếu đã nuôi phải có một chút để tâm. Chứ không có mình vô tình mà độc ác. Để cái này mà nó chết hay là các cô vì si mà giết á. Không để ý. Không phải là phải cứ ái như cô. Như cô tự giác bế suốt ngày. Thế nhưng mà cũng phải có cái vỗ về, cái thương nó tí, để cho nó thấy nó có nơi nương tựa. Đó thì đây bây giờ xà bông hòa tan vào nước là nói cái gì tịnh giới. Cái này gọi là cái dung thông vọng tưởng. Nó, cái vọng tưởng này nó dung thông khắp các tế bào toàn thân, từ chân tóc mà đến gót chân, chỗ nào cũng là một cái hỷ lạc. Cho nên rằng gọi là ví như cái xà bông hòa cái xà bông vào nước thì giọt nước nào cũng thấm những xà bông, quay về nương tựa hải đảo tự thân. Câu đó là thế nào nhỉ? Chân lý hải đảo là cái gì? Đảo tức là một cái khu đất liền nổi lên ở giữa biển, thì những các tàu bè người ta nhờ cái đảo đó người ta có cái chỗ trú ngụ, để gọi là hải đảo. Thì tức là nhờ cái đảo mà người ta sinh sống được ở giữa cái biển toàn nước mông mênh, có một chút đất liền để người ta sinh sống, tức là cái nơi nương tựa. Thì bây giờ đây cái chúng ta bây giờ đối với sáu căn, đối với cảnh sáu trần muông xả, quay về cái hơi thở, xoay cái thân tâm của mình, lấy cái thân mình làm cái nơi nương tựa, nghĩa là chúng ta lấy cái hơi thở làm đề mục, rồi lấy cái sự tu hành làm giải thoát. Cho nên gọi cái pháp môn này coi như là
lấy thân làm đề mục, lấy thân làm cái hải đạo. Chánh niệm là Phật soi sáng xa gần, nghĩa là gì? Chánh nào có chánh niệm, người nào có chánh niệm thì người ấy là người sáng suốt, tức là người ấy là ông Phật có trí tuệ, cho nên là cũng như ngọn đèn soi sáng cả xa gần. Và nếu mà không có chánh niệm mà cứ tạp niệm thì cái tâm nó mê mờ làm chúng sanh. Còn hãy tỉnh ra được chánh niệm, tức là có trí tuệ sáng suốt thì gọi là ông Phật. Tỉnh niệm hơi thở chúng ta được cái kết quả gì? Có thiền, được nhị thiền, tạm thiền, tứ thiền. Bây giờ con nói cho chị em biết thế nào là tứ thiền, thế nào là nhị thiền, thế nào là tam thiền, tứ thiền. Đúng rồi, do ly dục mà được cái hỷ lạc. Thế thì ly dục tại sao tu niệm hơi thở mà con lại bảo con ly dục? Cái đặc biệt của cái việc niệm hơi thở này là sáu căn buông xả cả sáu nhận. Thế là do cái chỗ con bị buông xả cảnh trần cho nên gọi là ly dục, thành ra con được cái thiền định, cái hỷ và cái lạc. Thế rồi làm sao con lên sơ thiền, con lên nhị thiền, tức là tiến cái công phu, tiến thêm lên. Ly dục là mình có cái công phu mình xả cảnh trần, bây giờ là mình định lại, an định cái tinh thần, do định mà được hỷ lạc, gọi là nhị thiền. Thế rồi thế nào là tam thiền? Chỉ còn cái lạc thôi. Cho nên người ta vẫn nói vui như ở đệ tam thiền, coi là cái vui, cái vui tột đỉnh của cái cảnh luân hồi này đó. Những ai còn ở trong cảnh luân hồi thì cái vui ở cõi tam thiền coi như tuyệt đỉnh. Cho nên khi mà muốn nói về cái vui vẻ, người ta sẽ nói là vui như ở cõi tam thiền. Thế rồi làm sao lên tứ thiền? Cái lạc vui cái lạc đi thì lên đến tứ thiền, tâm chỉ còn một cái vắng lặng thanh tịnh thôi. Thế thì là tức là gọi là tứ thiền. Ở đây có mỗi một nơi Phật cho một cái thí dụ ở sơ thiền, Phật cho cái vui của sơ thiền, Phật cho thí dụ làm sao? Thế tức là ví với chúng ta là ví làm sao? Và khắp các tế bào đều có cái vui an ổn. Cái nhị thiền thì đời ta vì cho cái thí dụ thế nào? Thế bạch thầy, ở nhị thiền thì Phật cho ví dụ là như cái mặt suối từ đỉnh núi mà nó chảy xuống thì nước nó sẽ tràn về khắp hết tất cả bốn phía. Thế và ở tam thiền, thế bạch thầy, ở tam thiền thì lúc đó cái vui của con nó thấm đậm toàn thân như là cây khen. Và nó sống trong nước thì nó được thấm nước từ đầu đến chân nó. Thế là tứ thiền. Kính bạch thầy, ở tứ thiền thì lúc đó con thanh tịnh hoàn toàn rồi, thì cả thân tâm con đều thanh tịnh. Và trên cả từng cái oai nghi cũng đều thấy là con có cái đức thanh tịnh. Thế thì đấy tức là ví như người phủ một tấm vải trắng chùm từ đầu đến chân. Thế cho nên nhận trong cái người trong ở trên đầu cũng chỉ thấy màu trắng, và trong ở gót chân cũng chỉ thấy màu trắng, đứng đằng trước hay đứng đằng sau chỉ thấy màu trắng, là định ví với cái gì của chúng ta nhỉ? Là ví với cái người chứng, ở đây nói tức là cái người mà đã chứng được tứ thiền thì cái tư cách, cái phong thái, cho nên cái nét mặt, dáng điệu, cử chỉ mỗi mỗi nó đều hiển lộ cái đức thanh tịnh. Cũng như là phủ cái tấm vải trắng rồi thì đứng đằng trước, đứng đằng sau, trông lên đầu, trông dưới chân chỉ một màu trắng. Thì ở nơi người này toàn thân, tất cả những cái dáng điệu của người ta, cái nếp sống của người ta mỗi mỗi nó đều toát ra, khiến cho người trông thấy cái đức thanh tịnh. Ở trong cái bài tam thiền, cái bài kệ nói rằng thôi rồi muôn vạn nẻo, là nói cái gì đấy?
Chữ nào ở đây tức là những duyên này, mình buông đi hết. Quán thọ tịnh giới. Trong cái đoạn này Phật dạy con tu thế nào? Phải dặn chúng ta để thấy, ví dụ như cái cảm giác vui nó hiện lên, trước hết là không có lòng mình vào, không nhận là ta vui, đã tách mình ra. Vì chúng ta từ vô thủy cứ nhận những cái cảm giác này là mình, chứ không biết rằng nó chỉ là theo duyên, nó hiện lên rồi nó lại tan đi, nó không phải là mình. Cái điểm quan trọng là tách ra, đứng nhìn nó, mình đứng quan sát nó với mình là hai cái, chứ không phải là, chứ không lồng mình vào nó. Đó là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là biết rằng đây là một cái cảm giác duyên sanh. Ở đây nói ra nhân duyên mà có. Nhân là gì? Ngã ai? Duyên là ngã ngoại cảnh. Con cho một cái thí dụ, cái thọ nó chỉ là do nhân duyên mà nó sanh. Thế con thấy một, cũng là một bông hoa nở ở vườn. Nhưng nếu là một cô học sinh, một cô mà đã có cái một chút cái học vấn, nghĩa là cũng tập, đã có cái phần về văn hóa, thế thì cái cô bé đó thấy bông hoa sẽ có cái tâm, có cái dung cảm, có cái thọ vui. Còn những các bà nhà quê, người ta còn đầu tắt mặt tối, người ta vội đi cày, đi cấy, hoa nở người ta có thèm để ý không? Tại sao cũng là bông hoa đứng đấy, vẫn cái bông hoa ấy, mà một người thì cảm thọ vui, có khi là làm được bài thơ, mà có người thì chẳng thèm để ý nữa. Đi bên cạnh, nó muốn nở thì nở, nó muốn tàn thì tàn, chẳng bận lòng. Đó. Vậy thì làm sao một cảnh mà cũng là con người mà cái cảm thọ lại khác nhau? Này không cứ tại gia xuất gia, tại gia mấy cái cô hay đọc sách tiểu thuyết ấy, thì các cô lại càng thọ mạnh lắm. Chứ chả cứ xuất gia hay tại gia, nó tùy từng con người. Thế cho nên thấy rõ ràng, không phải là cứ bông hồng là mang cái cảm giác vui, mà trong đây nó có cái ngã ái, cái ngã chất của cái người xem hoa. Cái ngã của mình ấy, nó hợp cái bông hoa đó, thế thì thấy vui. Còn cái ngã ấy của mấy cái bà nhà quê, người ta mải cấy cày thì người ta không có để tâm đến cái hoa, thế thì người ta không có dung cảm gì trước bông hoa cả. Thế cho nên biết rõ ràng cái vui này không phải tại cái bông hoa, mà đây là nhân cái tâm cảm của mỗi người, nên nó nhân duyên sanh, chứ nó không phải là có thật. Vậy thì điểm thứ nhất là mình mỗi khi cái khổ với cái vui hiện lên, điểm thứ nhất là mình tách ra, đừng thấy là mình, mà cũng không phải là cái cảm giác của mình. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai biết nó là nhân duyên sanh. Điểm thứ ba là không tham, nhưng mà cũng không xua đuổi, không xa lánh. Tại sao tịnh giới mà cái giận nó hiện lên thì không xua đuổi, không xa lánh? Thế thì làm thế nào? Cho nên tập bình tĩnh, tập làm chủ tất cả những cái cảm thọ. Mình bình tĩnh, mình đứng nhìn, nó hiện rồi nó tan. Cái này nói về cái khổ với cái vui thì dễ, nhưng mà cái, nhiều khi cái đau đó, ví dụ như cái gai nó châm, mà bình tĩnh được thì phải có cái công phu và tập lâu. Như các tổ đó, các ngài có công phu tập, cho nên các ngài ngồi vào đống cỏ để bố thí cho mũi nó đốt. Thì chắc là các ngài cũng có đau, nhưng mà các ngài đã tập không có nhận là mình đau, mà thấy đây là những cái cảm giác. Thế vì có tập thì dần dần nó cũng quen, cho nên bình tĩnh trước tất cả những cái cảm xúc. Thì thành ra mình bình tĩnh là mình làm chủ được. Nhưng mà
Ví dụ như con người thiền, con nhớ cái ma thì con chạy nước miếng. Vậy thì cái đó là thuộc về gọi gì? Học mà lại nhớ những quả mè, mà nhớ cho đến nỗi trình độ mà chảy đến nước miếng thì cái này cái hành có thọ, nhưng mà cái này là tưởng nó mạnh. Thì dĩ nhiên nó có thọ cái pháp trần thì cái tưởng nó mới khởi lên, nhưng mà cái tưởng nó mạnh cho nên nó mới sai được cái hạch mà phát ra cái nước miếng. Trong đây có cả thọ và có cả tưởng. Thọ đây là thọ cái pháp chặt, tưởng những cái miếng me ngon. Thế mà thầy cho con thơ là thầy, như si thọ với lại cái tâm si á, là thầy nó khác nhau chỗ nào? Thọ si với lại tâm si. Thì cái thọ si với cái tâm si nó cũng là một, chính là cái tâm đó. Si là một cái trạng thái hàng ngày của chúng mình. Hiện tại bây giờ chúng ta vẫn đang si, chứ không phải là khởi cái tưởng lên nó mới thành si, mà chúng ta cái tâm thức của chúng mình nó đã mê rồi, cho nên cả tâm của mình nó đều si hết. Thế thì trong đây nó có cả thọ, nó cũng có thọ. Tụi con nói về cái thọ si là cái lúc mình đứng mình nhìn cái cảnh thì gọi là si thọ. Si thọ nghĩa là mặc nhiên mình đứng nhìn thế này không khởi nghĩ gì cả, nhưng mà bởi vì nó cái cảnh nó không xúc chạm cho nên mình không buồn cũng không vui, thì cái đó cái trạng thái ấy gọi là si thọ. Bởi vì không phải là mình không thọ, mình có thọ, nhưng mà chỉ có điều cái nhân duyên nó không kích thích mình mà thôi, thế cho nên gọi là si thọ. Còn cái trạng thái tham sân si của chúng mình ấy, thì cái tham với cái sân ấy là nó hiện tướng lên, mà cái thể chất của nó là si. Cho nên cái si này là cái si vẫn bình hàng ngày ở tại tâm thức mình, chính cái tâm thức mình nó là cái si. Anh nói là từ sáng đến tối mình làm gì? Cái đấy thì mình cả ngày mình ở trong si, bởi vì con còn cái thức a lại ra đó là si. Không vất vả đủ hay sự vật cũng không chống chạy, thì thế nào là không vất vả đủ hay sự vật? Câu nào nhỉ? Bài số 9. Bài số 9. Tùy theo sự vật, bất cứ cái gì thảnh thơi an vui, không vất vả đuổi theo sự vật cũng không trốn chạy. Thì vất vả đuổi theo sự vật tức là tất cả thế gian bây giờ, mắt trông thấy cái áo người ta mặc đẹp thì vội vàng đi về lấy tiền lên chợ mua. Đấy, thì chúng ta là những người thông thường, nếu không có tu thì người nào cũng có cái chuyện này, vất vả đuổi theo sự vật, nghĩa là mắt là chạy theo sắc, tai chạy theo âm thanh. Bây giờ thiên hạ họ thức khuya 11, 12 giờ đêm để họ đi xem cinema. Đó là những cái vất vả. Thế còn cũng không trốn chạy. Như ban nãy vừa nói là cũng không có xua đuổi. Bởi vì đối với mình thì cái vui ấy thì mình chạy theo, còn cái khổ ấy thì mình xua đuổi. Còn bây giờ thì mình tập, mình thấy cái vui với cái khổ là cảm giác theo nhân duyên hiện lên, chứ không nhận nó là mình. Vì vậy đã là cảm giác thì mình chỉ nhìn thẳng nó, thế chứ không nhận nó là mình, cho nên không vất vả chạy theo, mà cũng biết nó là hư vọng, cho nên không cần phải xua đuổi, cứ đứng làm quan sát thôi. Một người quan sát những cái cảm giác nó hiện rồi nó ta, nó thế nào thì nó cứ thế nó hiện lên, chứ mình không đem cái ngã của mình đặt vào, cho nên không thâu nhiếp mà cũng không xua đuổi, cứ đứng nhìn nó để cho nó hiện rồi nó trụ rồi nó tan. Thế nào là người trốn chạy? Trốn chạy tức là xua đuổi. Tức là cái gì? Người xua đuổi.
xa lánh. Yeah. Điều số 12 ở đây nói rằng chúng ta nếu mà chánh niệm thì cái pháp môn này có ba hiệu năng. Cái hiệu năng số 1 là gì? Thì con cho cái thí dụ, nếu con tu cái pháp môn này thì con khôi phục được chủ quyền. Bây giờ chúng mình đang học về cái thọ. Cái thọ tức là cho cái kẹo vào miệng thì mình thấy vui và thấy thích, tức là gọi là cái vui, cái thọ vui. Thế thì khi con để cái kẹo vào miệng, thế nào là con khôi phục được chủ quyền? Có thể là miệng nhai kẹo, cái kẹo nó ở lưỡi mình, là trong tâm đã có cái ý định chốc nó xin má tiền để mua thêm kẹo. Thế cho nên rằng như thế, nếu mà để cái kẹo vào lưỡi thấy nó ngọt, khởi cái tâm muốn rằng đi mua kẹo, đó là mình đã bị cái kẹo nó sai sự. Cái vị ngọt này nó đã sai mình. Thế cho nên bây giờ mình khôi phục lại chủ quyền. Nghĩa là thế này, kẹo nó đến rồi nó tan theo cái thể chất vô thường của nó, thì mặt nó, mình vẫn là mình. Thì như thế. Chứ còn nếu giờ thì bây giờ người thế gian chỉ vì sáu căn xúc chạm sáu trần, rồi bị cảnh trần nó lôi cuốn, cho nên điêu linh đủ mọi sự. Còn bây giờ dừng lại, gọi là khôi phục lại chủ quyền. Sở dĩ cảnh bên ngoài mà nó chi phối được mình là tại cái cảm thọ này. Bởi vì một tiếng khen trong tâm mình vui, một tiếng chê trong tâm mình khổ, thì cái vui với cái khổ này nó kích thích. Thế cho nên con người ta chuyển động, bị cảnh ngoài cứ đổ cho cảnh bên ngoài. Nhưng sự thật, nếu mình không có hai cái thọ vui và khổ thì cảnh ngoài nó có làm gì mình được đâu. Chỉ vì hai cái thọ này cho nên chúng ta bị kích thích, và thành là chúng ta cứ chạy theo cảnh bên ngoài để mà khổ mà vui. Thế cho nên đây nói rằng cái người tu cái pháp môn này được cái công đức thứ nhất là khôi phục lại cái chủ quyền của mình. Mình sống với mình chứ không để cảnh bên ngoài nó lôi cuốn. Ở đây nói là nếu mà một khi mà mình đối cái khổ với cái vui mà mình chiếu soi tách mình ra thì những các cái khổ vui này nó mất 80% ma lực. Thế nào là nó mất 80% ma lực? Thật là nó làm gì mà bảo nó là ma? Tức là nó hấp dẫn mình, nó lôi cuốn mình trước những cái khổ và cái vui. Ví dụ như là người ta khen thì nó có ma lực, là nó hấp dẫn khiến mình thích chạy theo cái người đó. Còn nếu người ta chê thì cái khổ của mình nó có ma lực, nó khiến cho mình đỏ mặt, tía tai, dẫm chân, làm hiện đủ các thứ tướng xấu. Thế thì những cái nó kích thích mình như vậy gọi là ma lực. Nên đến khi mà mình đã tu cái pháp môn này thì cái khổ với cái vui nó đỡ kích thích mình, vì mình không nhận nó là mình nữa, cho nên đỡ bị kích thích. Đó là cái hiệu năng thứ nhất, là mình khôi phục được chủ quyền. Những các cái sự kích thích của cái khổ với cái vui nó đỡ đi. Bây giờ đến cái hiệu năng thứ hai là thế nào chân thường? Con cho thí dụ chấp ngã cho cái thân mình là thật, cho nên mới muốn tập bỏ cho cái thân này, muốn thỏa mãn cho nó những cái cảm giác vui. Thế mà lại cho cái ngọt, cái vị ngọt nó hiện trên lưỡi cho là có thật, cho nên tham đắm, chứ không biết rằng đây chỉ là một cái cảm giác
nó giả hiện, do trong nó thì chấp ngã, ngoài thì chấp cái cảm giác này cho là có thật. Thế cho nên rằng cái vị mà tu cái pháp môn này thì người ta biết ngay những cái cảm giác ngọt chua chỉ là cái vô minh, cái mê lầm của mình, một cái cảm giác hư vọng không có thật. Còn cái hiệu năng thứ ba liên hương của cái pháp mà bây đây con đang quán về thọ, kẹo là sắc, cái kẹo là sắc, còn cái thọ là cái gì? Cái ngọt ở đấy, cái ngọt, cái cảm giác đó. Dạ. Nó mới là cái hư vọng. Vì con do nhân viên tù có kẹo, nhưng mà kẹo bỏ trong tù cũng không có ngọt. Dạ. Thì phải có cái sự xúc chạm, mà xúc chạm vào tay nó cũng không ngọt, xúc chạm vào má mình nó không ngọt, phải xúc chạm đúng vào cái đầu lưỡi, nó có cái loại thần kinh đó, nó mới phát ra cái ngọt. Thế thì biết rằng cái ngọt này là cái hư vọng, do cái đầu lưỡi thần kinh nó xúc chạm mà nó phát ra cái ngọt. Chứ ở tay cũng tay mình, ở má cũng má mình, nhưng đặt cái kẹo là không thấy ngọt. Cho nên biết cái ngọt nó hư vọng. Thế thì ở đây con được ba cái lợi ích. Khi tu cái pháp môn này con được ba cái lợi ích. Một là, hai là, ba là, con nói rõ lại. Con tu pháp môn này thì con được ba cái lợi ích. Cái thứ nhất là con khôi phục cái chủ quyền của con. Mình làm chủ mình, không để cho cảnh bên ngoài nó chi phối. Có một đứa tiểu nhân nào nó muốn xoay sở mình, nó đến nó khen lấy khen đẻ. Thế mà mình bị cái tiếng khen chi phối, cái vui nó chi phối, thế là mình bị cái người tiểu nhân kia nó lừa. Thế hoặc là cái người nào đó, người ta cũng nhiều khi người ta có cái tốt, nhưng mà người ta có một cái thái độ bất nhã đối với mình, thế là cái cảm giác không tốt của mình nó kích thích. Nhiều khi mình đối xử với người tàn nhẫn mà thật ra là thiệt cái quyền lợi của mình. Thế cho nên cái lợi ích thứ nhất của người tu đây là được khôi phục lại cái chủ quyền, mình làm chủ mình, không để cho cảnh ngoài nó chi phối. Thứ hai, thứ hai là con được thế là cái trí tuệ nó khai, cái trí tuệ nó biết được những các thứ cảm giác khổ vui này là hư vọng, không phải ta, cũng không phải là cái của ta, mà là những cái hư vọng. Và điểm thứ ba, điểm thứ ba là con được biết được nó là cái tự tánh của nó là hư vọng. Cái thứ hai con biết nó là con có tuệ, con thấy là cái cảm giác nó nổi lên đây là cái tướng của vô minh, thì tức là biết là nó hư vọng, phải không? Vô minh mới cho là thật. Thế còn cái thứ ba ấy, thì con biết là đây là những cảm giác sanh diệt theo nhân duyên, để thấy được cái vô thường, cái cảm thọ ra tâm của chúng mình. Chúng ta cái những cái mà chúng ta nhận là tâm tính, nó chỉ là một chuỗi cảm thọ thanh thiệt thiền miên, chúng ta nhận là tâm tính của chúng ta, nó chỉ là những thứ thanh thiệt thiền miên, những cái hư vọng nó thanh thiệt thiền miên. Ở đây có nói về cái chuyện là cái cảm giác của chúng mình nó do tâm lý rồi nó do sinh lý là thế nào, cứ hãy khó chịu nó sinh ra. Thì một lời nói, một không đâu, mình có thể bực bội được. Thế thì con, đây là đi sâu vào nữa. Con xét cái khổ với cái vui của con, nó có nhiều nguyên nhân. Đấy, hoặc là nguyên nhân về sinh lý, tức là nguyên nhân về cơ thể của mình. Cái nếp sống của mình nó có cái chuyện gì trong cơ thể, cho nên nó phát ra những cái khổ vui này. Hoặc là còn nguyên nhân về tâm lý là thế nào? Tâm lý tức là cái nghiệp về tâm của mình. Mình vốn vẫn có cái chủng tử hay tham hay sân. Cái chủng tử hay tham cho nên thấy người ta có cái gì, mình cũng có cái chỗ mình vui theo, vui thích, vui ưa. Đấy.
Thế còn mình có cái chủng tử về sân, cho nên chưa ai động đến mình đã cáu. Nên là nói là về tâm lý. Ở đây nói rằng cái lạc thọ nó khiến chúng ta đi vào đường ảo tưởng là đầu đuôi thế nào nhỉ? Sao nó đưa mình vào ảo tưởng? Tính là ta trở về mặt đất thật tại, tránh những tự hào tự mãn vô ích, và tự cho mình là hay thật, tự cho mình là tám cái tiếng khen đó. Thế cho nên rồi cứ hiu hiu tự đắc, cho nên gọi là tự hào tự mãn. Thế làm sao con tu cái pháp môn này con lại thoát được cái nặng tự hào tự mãn đó? Còn nữa, ở cái chỗ đó mà mình không bị những cái tân bốc hảo hiền, nó làm cho mình không thấy đúng được mình, không thấy đúng được cái giá trị của mình. Đây còn có câu lạc thọ ảo hóa tan biến, mà nhường cho cái vui lành mạnh, có tác dụng nuôi dưỡng giác ngộ. Câu là thế nào? Mình tỉnh ra, mình tỉnh ra cho nên gọi là mình được giác ngộ. Thì ở đây nói là cái vui về cái được người ta khen, thì cái vui ấy nó khiến cho mình càng thêm cái si. Còn bây giờ mình tỉnh nha, mình biết cái vui này nó không thật, mình không bị cái vui nó kích thích, thì cái lời khen kia không đánh lừa được mình. Thì khi ấy mình không phải là mình mất cái vui, mà chính là mình cũng đang vui, nhưng mà cái vui của sự giác tỉnh, chứ không phải là cái vui của cái mê. Thứ 13, đây cái bài này nó rõ nghĩa lắm rồi. Trẻ em còn cần cái điều gì thấy ngờ xin hỏi. Trong đây con thấy có những cái câu mà một chàng thở vào quay về như tự, thở ra hãy ở tự thân, hoặc là thở vào tâm mình vui, thở ra tâm vui mình. Thì những câu này con có phải cần niệm không thầy? Thì những câu này là những câu của thầy Nhất Thạch, thầy đặt ra để cho chúng ta coi như là cho nó vui, những cái câu nó vui vẻ để mình tập. Chứ những câu này không có ở trong kinh. Đây là của ngài đặt ra thêm vào cho ai tu mà muốn cần có những cái, cho để cho cái tu nó vui vẻ, nó đỡ. Chứ chỉ có thấy hơi thở vào rồi lại thấy hơi thở ra, ra thì mình chán. Cho nên đây ngài đặt thêm những các cái câu này vào mà thầy thấy nó cũng vui vui, cho nên thầy cũng có vào đây cho chị em, nếu cần thì thầy thì đọc cho nó vui, mà mình vẫn theo dõi hơi thở. Ở trong cái quyển Đường về Niết Bàn của bên chùa Kỳ Viên thì cũng có đặt ra những cái bài nhỏ nhỏ như thế này. Cũng có nghĩa là cũng có cái chia từng bài, bài 1, bài 2, bài 3 để tập. Thế nhưng mà nó không có những cái bài thơ. Mà thầy là cái cuối của cái thứ 3, cái bài thứ 3, số 13 thôi mà thầy. Là cảm thọ biến tính nhờ công phu thiền quán, bởi vì chánh kiến thấy rõ nguồn gốc, bản chất và hậu quả của những cảm thọ khổ vui, nên dễ có được sự khống chế của nó. Đúng là thầy cho con hỏi là nguồn gốc đó là từ sinh lý hay vật lý như vậy? Thì bữa nãy mình vừa mới học mình dạ. Ở trên đã giảng cả rồi. Còn bản chất là cái bản chất của nó là chắc nhãn. Bản chất của nó là cái không có. Bản chất của nó chỉ do nhân duyên sanh mà thôi. Nó là cái không hề có, hư vọng. Hôm nãy gọi là hư vọng. Còn cái thứ ba là hậu quả của nó, con không hiểu. Hậu quả tức là nếu mà con để nó kích thích thì cái vui nó kích thích, người ta khen một câu, để con để cái vui nó chi phối con, thì con sinh ra tự hào, tự mãn, để ta đây giỏi, ta đây hay thật. Trên có nói rằng, nếu mà con biết là con thọ cái vui này, con thành một con người kiêu mạn, một con người tự mãn. Và nếu biết rằng cái vui này nó là cái hư vọng, không để cho nó chi phối mình, thì con được cái vui lành mạnh của sự giác ngộ.
Thế cho nên là mình giải thoát được sự thống chế của nó. Thống chế là thế nào? Thống là gì? Chế là gì? Mà đúng là chúng ta bị chúng nó thống chế, họ thân nô lệ. Thầy cho con hiểu là thống là thống lãnh đúng không thầy? Ờ đúng rồi, ông tổng thống. Ông tổng thống tức là ông ấy thống lãnh tổng quát cả nước. Thế cho nên gọi ông là ông tổng thống. Thì nó là ông tổng thống, nó khai chúng mình, nó thống chúng mình, thống lãnh. Thế còn chế, chế ngự. À, nó chế ngự mình cúi đầu xuống vâng lời nó bắt gì chịu vậy, xỏ mũi nó lôi đi. Kính bạch thầy, cho con thưa câu nếu mà mình cứ nhìn ra những cái thọ, cái khổ, cái vui đó, mình theo dõi nó thì mình an tịnh hóa cả ba thọ. An tịnh hóa có nghĩa là mình chuyển nó. Cả ba thọ nó không chi phối được mình nữa, mình an nó lại và mình thanh tịnh nó lại. An tức là nó không có khiến cho mình bị bồn chồn, bị lấy như lúc tham thì bồn chồn nóng nồng này, mà lúc sân ấy thì bực bội tức tối. Những cái nó làm an lại, nghĩa là bớt những cái kích thích của sự bồn chồn. Là an, còn cái gì nữa thì con gọi an tịnh. Tịnh tức là khiến cho mình sáng suốt, mình không có bị nó chi phối vào những cái sai. Quá là để biến nó đi, biến hóa, đổi nó đi. Tại chúng ta học được 14 cái mà kinh văn chỉ đề cập đến quán tâm với cái quán thọ này nó khác nhau cái gì? Cái tâm thật ra thì nó cả thọ, nó cũng là tâm. Nhưng mà ở đây cái chữ tâm đây là mượn cái danh từ thông thường của người thế gian, tức là cái vọng tâm. Cho nên là cái thọ thì cũng là tâm, nhưng cái này tức là sự cái từ. Cái thọ là thọ ấm, còn cái mà chúng ta quán tâm đây tức là chúng ta quán được cái tưởng ấm, nó khởi lên cái tham, cái tâm. Thọ có nhiều, tâm sở có nhiều, con đọc cho thầy vài cái này. Tâm này nó cũng có bao nhiêu. Hiền, hận, bực này, tức này, rồi gì quán này, hờn này, ghét này, ganh này, đều thuộc về cái tâm cả. Mà nó bao nhiêu thứ, thế cho nên tâm sở quá nhiều. Ở đây chúng ta học ở trong kinh này thì nói đến một số thôi. Thì quán thân, vậy thì ở đây quán tâm đây là quán cái gì? Cái mục đích để biết nguồn gốc, bản chất và hậu quả, để chuyển về an lạc và giải thoát. Cái câu con cho thí dụ và con chỉ ra. Chuyển đây nó có ba. Cái thứ nhất là nguồn gốc. Cái quán thân, tại sao cái tâm còn sân, gốc là ở đâu? Bạn nãy vừa nói, hoặc là sinh lý, hoặc là tâm lý. Về sinh lý, ví dụ thế nào, thể của con nó bệnh, quán xét xem cái gốc của nó do đâu mà con nổi sân. Thế thì con phải, ví dụ như nói về phần sinh lý là bởi vì mình bực bội là vì cơ thể nó đang đau yếu. Thế mà bây giờ đang đau yếu rồi lại cứ gặp cái sự nọ sự kia nữa, nhiều khi là cái chứng động không đâu mà mình cũng bực bội, tức tối, khó chịu. Như là cái đồng hồ mình cơ thể mình đang mỏi nhọc, đang nằm yên, bỗng nhiên cái đồng hồ nó reo lên một tiếng, nhiều khi mình cũng khổ não lắm. Đấy, thì thế là cái gốc đó là tại vì cái cơ thể mình nó không khỏe, thần kinh của mình nó yếu. Thế rồi cũng có khi là bởi vì mình vẫn có cái thói hay quạo quọ, tức là cái cụm từ gọi là về tâm lý. Thế thì chúng ta tìm cái nguồn gốc tại đâu mà mình cân. Mình có bệnh mà mình biết cái gốc bệnh thì mình chữa dễ lắm. Còn không tìm được ra cái gốc mà cứ chữa hão huyền thì nhiều khi không lọc. Thế cho nên mình quán để thấy cái nguồn gốc của cái sân giận của mình, rồi lại thấy cái bản chất của nó là con quán, con thấy nó thế nào. Cái người ta vừa mới chê thì mình nổi giận lên,
Nhưng mà có người khác tới khen cái thì cái giận là ban nãy nó lại tan rồi, cái vui nó lại hiện lên. Vậy thì bản chất của nó là cái gì? Bởi vì bản chất nó là vô minh, nó không có thật, do con chấp ngã là chấp pháp. Nó là cái hư vọng, nó không có thể chất gì cả. Nó chỉ tùy duyên bật lên rồi nó lại tan đi, chứ nó không có bản chất. Thế mà nếu mà con cứ nuôi cái thân ấy thì sao? Trước nhất là ai tạo ghét, thứ hai nữa là sân bao nhiêu thì mình si bấy nhiêu. Thế thì nói đại khái, nếu mình thấy nó có cái hậu quả như vậy, thế thì mình nhận thấy cái sân thì nó đã làm cái hư vọng, mà nếu mà mình nuôi nó thì mình sẽ chịu nhiều hậu quả không xấu. Thì như thế mình có nuôi cái sân nữa không? Dạ không. À, mình sửa được cái sân thì đó là gọi là giải thoát, và đã giải thoát được tức là mình được an vui. Đúng vậy thầy, cho con thưa thầy, ở đây tâm hành có nghĩa là nói sự chuyển biến của tâm đó. À, tập bài quán chiếu về tham dục diệu thiện, diệu thiện đạo con giả đi, tìm nguồn gốc sự vắng mặt này, ghi sự thảnh thơi đi đôi với cái vắng mặt này, tìm nguồn gốc sự vắng mặt. Vắng mặt đấy tức là vắng mặt cái tham đấy, cái khi nguồn gốc của nó, con thấy được tâm con không tham. Chị em người ta cá người khen, có một người mặc kéo đẹp cả chung sụ và khen, và con bình tĩnh, con thản nhiên, thế là con thấy cái tâm con là không tham. Thì con tìm nguồn gốc của cái việc tại sao con không tham, nhưng con quan cái gì mà con không tham? Quan cái gì mà nó mới không tham? Chính là thầy không có là tham được. Không, thường quan cho bất tịnh, cái thân mình biết đó là cái chán, đáng chán, bởi vì mình cho cái thân mình đặt là quý, cho nên mình mới mong vơ cái áo để tô điểm cái thân. Còn bây giờ biết nó là đúng thịt khó giỏi, hơi đâu mà đi kiếm cái gì đẹp mà đắp vào làm gì. Thế cho nên là tự nhiên con không tha, không bị cảnh trần nó lôi cuốn. Thế là con cũng ghi cái thảnh thơi này, cũng nhận thấy cái thảnh thơi này. Ghi để làm gì? Nhận thấy để làm gì? Để mà duy trì, để mình chú quán nữa, để mình đối với không những cái áo, và với cái ô tô nhà lầu mình mặc kệ, cho đến mà thổ số chúng độc đắc cho nữa còn bình an, là bởi vì mình biết nó là giả rồi, không cần dùng đến nữa, cho nên tâm con thành thơ, ghi cái sự thành thơ đi đôi với sự vắng mặt này. Vắng mặt đây tức là không tham, thì ghi cái sự thành thơ do không tham mà được thành thơ, thì dĩ nhiên từ nay mình duy trì cái không tham, mà mình cũng truyền bá cái không tham để cho những người xung quanh mình họ cũng được hưởng cái an vui này. Khổ vì tham, thành thơ vì không tham. Số 15 nhà thì có lợi ích lợi gì? Tu như thế con được cái lợi gì? Lợi thứ nhất là kinh nghiệm có sân thì mất bình an. Thế là cả. Bởi vì thường mà sân không để ý đấy, thì cứ cho mình sân thế này là phải. Công việc mình cần phải gắt gỏng, công việc của mình cần phải tỏ cái thái độ để phản đối những cái sai. Thế cho nên cứ cho mình là phải. Mà đã cho mình là phải thì nó càng bốc. Còn bây giờ cái người tu này tập, mỗi khi thấy cái tâm mình, mỗi khi mắt thấy hay tai nghe một việc gì, không bận lòng đến cái đối tượng, mà để lại ý nhìn lại mình. Để cái thói quen này làm cái rất quý, không để cho cái đối tượng, những người đằng trước mình đang chi phối, mà quay lại hãy nhìn cái tâm của mình xem nó đang ảnh hưởng thế nào, nó đang phản ứng ra là sao. Thế thì thấy cái tâm của mình nó nổi sân lên, thế thì mình thấy cái nổi sân này
mình thấy rõ. Cho nên khi nó nổi lên, mình thấy mình bị bực bội, bị khó chịu, bị tắm tay. Cho nên các cụ vẫn thường nói, cái tham ấy mới khó chữa, chứ cái sân là dễ chữa. Vì cái tham ấy thì nó thấm khắp người, mà nó dịu. Để cho nên mình không thấy. Còn cái sân nó nổi lên ấy, thì chính cái người sân ấy đang khổ não. Thế cho nên biết là mình đang khổ thì dễ chữa. Cho nên kinh nghiệm là hễ cái sân mà nổi lên ấy, là mình mất bình an. Điểm thứ nhất các cụ gọi là sân si. Đã có sân ấy thì nó che lấp, quá giận mất khôn, tức là nó mất cái trí tuệ. Thế là nổi, khi mình kinh nghiệm mình thấy, để mình để cho cái sân nó ngự trị, điểm thứ nhất là cơ thể mình bực bội khổ, cái thân mình nó khổ. Điểm thứ hai là nó che mất cái trí tuệ, mình mất sáng suốt. Thế thì kinh nghiệm để thấy cái đó, giận quá nặng đi đến căn thù là chất liệu của địa ngục hiện tại và vị lai. Làm gì có người nào bị địa ngục ngay, bị địa ngục mà mình thấy được đâu. Mà sao đây lại thấy chất liệu của địa ngục hiện tại và vị lai. Hiện tại này vẫn đang đứng đây, có khi ông tổng thống ông đang nổi sân, thì ông đâu có ở địa ngục. Đó. Hiện tại là chính thân mình đang chịu cái sân nó hành hạ. Vị lai tức là do cái sân nó kích thích, mình nói mình làm sai, cho nên sau này phải quả báo. Cái hiểm của sân là kích thích cái thân miệng ý đi về đường khác. Đó. Cái này là cái nguy hiểm nhất. Đã sân thì cái miệng bả đâu nói đây. Có thể như ông vua, ông mà nổi sân lên là ông ấy dám ký giấy để mà đem binh đi đánh nước này nước kia, là cả hàng bao nhiêu vạn người chịu chết, mà các ông ấy cũng vẫn cứ làm. Thế cho nên cái sân giận nó kích thích mình. Một khi nhận diện được sân thì tâm sở này đỡ ngay tính cách tác hại. Cái câu này thế nào? Mình sân, mình đang sân mà tỉnh được là ta đang sân. Chỉ cần tỉnh được một chút như thế thôi ấy, thì cái miệng nó cũng đỡ nói, cái việc làm của mình nó cũng đỡ nặng. Không tỉnh mà cứ tưởng là mình phải ấy, thì mình mới càng bốc lên. Còn đã tỉnh biết đây là sân, biết đây là cái độc, thì tự nhiên những lời nói việc làm của mình nó nhẹ hẳn đi. Miệng khôi phục tự quyền là làm sao không bị cái sân nó cay xè. Trong nắng ấm sân giận làm bực bội khó chịu là thọ ấm. Cái cảm giác bực bội là thọ ấm. Còn trong nó dấy lên những các suy nghĩ, chị này tệ, cô kia xấu, thì đó là tưởng ấm. Và trong khi mình sân thì cái tâm của mình nó chuyển biến, chính là cái tưởng này là nó đang chuyển biến. Thì cái chuyển biến là cái gì? Là hành ấm. Còn bản chất của sân cả trùng từ lẫn hiện hành. Trùng từ tức là lúc nó chưa gặp duyên nó hãy ngủ ở trong tâm mình, rồi những khi nó gặp duyên nó bật ra thì gọi là hiện hành. Cả lúc nó ngủ lẫn lúc nó thức thì cái bản chất của nó là thức ấm, tức là nó sai cả năm ấm của mình.